nhận định một. Nếu như Nhắn. mà em có câu trả lời giống như của bạn Khánh Quỳnh thì chị sẽ ghi ở đây là tương tự nhá. Em có câu trả lời giống hệt với cả bạn Khánh Quỳnh không? Hay Dạ là hơi có giống sự nhỏ khác biệt xíu nào mình không? ạ. À, giống hệt luôn đúng không? Vâng ạ. Rồi, ok. Thì chị sẽ mời các bạn tham gia một lượt, sau đó chữa ok chưa đó. Rồi bây giờ cảm ơn câu trả lời của bạn Khánh Quỳnh và Thắm Hồng, thế là đã có hai bạn có khả năng là được thêm vào danh sách nhận quà rồi đấy. Bây giờ đến với nhận định số 2 nào. Bạn nào nhỏ, bạn nào sẵn sàng tham gia trả lời nhận định số 2 này đây? Ôi, danh sách các bạn tham gia vẫn rất là đông, gần như bạn nào cũng giơ tay luôn. Ồ, rồi, chị sẽ mời bạn Khánh Linh Nguyễn nhé. Có hình avatar là một chữ K thôi. Đó, Khánh Linh Nguyễn, xin mời Khánh Linh Nguyễn sẽ phát biểu ý kiến của em câu này nha. Dạ, em chào chị, em tên là Nguyễn Thị Khánh Linh ạ. À. Em xin trả lời câu hỏi là một nhà văn đích thực như một móc khóa treo trên tường mà khi tháo nó ra. Nghĩ chị đã lời của bạn Khánh Linh ở đây nhá. Cảm ơn Khánh Linh, cảm ơn em rất nhiều. Cũng có lý đấy đúng không? Một nhà văn đích thực giống như một móc khóa treo trên tường mà khi tháo nó ra thì vĩnh viễn để lại dấu vết. Đồng ý. Tiếp tục chị sẽ mời một bạn nhỏ khác cũng cùng trả lời nhận định này nhá. Xem là chúng mình có ý kiến nào khác không? Ở đây chị thấy có bạn Uyên Thi. Bạn Uyên Thi cũng đang giơ tay. Thế xin mời Uyên Thi sẽ đưa ra câu trả lời của mình với nhận định này nhá. Dạ thưa chị, là một nhà văn đích thực như một bức tranh treo trên tường, khi tháo nó ra vĩnh viễn để lại một khoảng trống. À, rồi, chị ghi nhận là câu trả lời của bạn Uyên Thi ở đây. Có phải em tên là Uyên Thi không? Chị đọc đúng tên của em chưa? Có phải bạn Uyên Thi không nào? Đó. Thế thì ở đây, bạn Uyên Thi có điền vào chỗ trống C này chính là từ bức tranh và chỗ trống D là từ khoảng trống. Đã có sự khác biệt giữa hai bạn nhỏ rồi đúng không? Tạm thời gác lại ở đây nhá. Một lát nữa chúng mình sẽ quay lại để chữa từng nhận định một. Bây giờ thì chị muốn là sẽ có sự tham gia của các bạn và cũng không để các bạn đợi quá lâu, nên chúng mình sẽ bước sang nhận định số 3 luôn. Ok chưa? Cái quan trọng trong tài năng văn học, và tôi nghĩ rằng cũng có thể trong bất kỳ tài năng nào, là cái mà tôi gọi là tiếng nói của. Và xin mời một bạn nhỏ trong danh sách đã giơ tay, xin mời bạn Ngọc Trâm nào. Ngọc Trâm có mặt ở đây không em? Dạ em chào chị ạ. Dạ hứa Câu chị trả lời của là em ở đây là gì nhỉ? Dạ hứa chị là cái quan trọng trong tài năng văn học là tiếng nói của mình, là cái giọng riêng biệt của chính mình, không thể tìm thấy trong bất kỳ cái cổ họng của một người nào khác. Trâm ơi, hình như là Trâm đang có sự nhầm lẫn gì ở đây rồi. Nhận định mà em vừa mới nêu hoặc là ý kiến em vừa mới nêu thì không không phù hợp, không đúng với, không khớp với cả nhận định mà chị đang đưa ra ở đây. Chị đang muốn là Trâm có thể giúp chị điền vào chỗ trống E này này, một cái từ khóa phù hợp. Đồng ý không nào? Thế nhưng mà rất là đáng tiếc bởi vì là ở câu trả lời của bạn Trâm thì lại đang lạc đề mất rồi. Trâm có thể là theo dõi kỹ hơn nhá. Em tập trung theo dõi nha. Chị sẽ mời một bạn nhỏ khác để giúp bạn Trâm hoàn thành cái phần chỗ trống này nhá. Chị xin mời bạn Vũ Linh nào. Vũ Linh ơi, em có câu trả lời chưa? Chị thấy các em giơ tay ở đây này, chị thấy có bạn Vũ Linh giơ tay ở đây này. Các bạn hãy đảm bảo là mình có thể phát biểu được nhá. Nếu như mà nó đến lượt mà chúng mình được mời mà không có sự phát biểu thì chị sẽ mời bạn khác nha. Đồng ý không? Rồi, chị chưa nhận được phản hồi của bạn Vũ Linh, thế nên là chị sẽ mời bạn Vân Anh 09 chấm Vân Anh. Không biết là số thứ tự của chúng mình ở trên lớp là 09 đúng không? Bạn Vân Anh có mặt ở đây không? Có. Rồi, xin mời Vân Anh nhé. Em đã có từ khóa để điền vào chỗ trống E này chưa? Theo em là tiếng nói của trái tim. À, từ khóa mình điền ở đây là từ trái tim đúng không? Đọc lại này, cái quan trọng trong tài năng văn học, và tôi nghĩ rằng cũng có thể trong bất kỳ tài năng nào, là cái mà tôi muốn gọi là tiếng nói của trái tim. Ồ, cũng có lý đúng không ạ?
Rồi, hoàn toàn có lý đấy. Tiếp tục. Rồi, đó là nhận định số 3. Chị đã có gọi là có lắng nghe được hai phần trả lời của hai bạn rồi. Bây giờ chúng mình sẽ bước sang nhận định thứ tư nhé. Nào, thế là số lượng các bạn tham gia cũng sẽ chỉ còn có 4 bạn thôi, nên là các em tập trung vào đây nhé. Nhưng chỉ những bạn trả lời đúng thì chúng mình mới có quà. Ok không? Bởi vì đây là những nhận định của các tác giả, của những nhà văn này, rồi là của những nhà nghiên cứu, nhà phê bình nổi tiếng. Thế nên rằng là nó sẽ chỉ có một đáp án đúng thôi. Đồng ý không? Rồi, thế bây giờ đến với nhận định thứ tư nhé. Khi một nhà văn mới bước vào làng văn, điều đầu tiên tôi sẽ hỏi anh ta là anh sẽ mang lại chấm 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 cho văn học. Đây là một câu hỏi, thế nên là không biết là sẽ điền vào cái chỗ trống G này từ khóa gì đây. Chị sẽ mời bạn Đức Phạm tham gia trả lời nhá. Đức Phạm ơi, em có thể đưa ra câu trả lời của mình không? Điền từ điều gì mang lại sẽ mang lại điều gì mới cho văn học? À, sẽ mang lại điều gì mới à? Đúng không? Còn đúng từ khóa của em chọn là điều gì mới đúng không? Rồi, ok, chị sẽ ghi nhận đáp án của Đức ở đây nhá. Tiếp tục này, chị sẽ mời một bạn nữa cùng trả lời câu nhận định này. Sẽ là bạn có tên là... À, mời hai bạn nam đi. Đúng không? Bạn có tên là Tín Bảo. Tín Bảo có thể trả lời được không? Dạ em giống đáp án với bạn Đức Phạm chị. À, úp, em có phải là bạn nam không hay là chị đoán nhầm rồi? Dạ em là nữ rồi. À, em có thể giới thiệu tên của mình với chị và các bạn không? Dạ em tên là Bảo Tín. À, rồi, ok, chị sẽ ghi tên của Bảo Tín ở đây nhá. Cảm ơn em. Thế là đáp án của em cũng tương tự, cũng giống như là bạn Đức Bảo, à, của bạn Đức Phạm đúng không? Rồi, ok, đồng ý. Đã có hai bạn trả lời nhận định số 4 và cuối cùng ở đây chị có nhận định số 5. Sẽ là cơ hội dành cho hai bạn nào đây? Nào các em ơi, hai bạn cuối cùng may mắn để tham gia trò chơi ngày hôm nay. Xin mời bạn Quỳnh Nga Nguyễn. Xin mời Quỳnh Nga Nguyễn nha. Em sẽ đưa ra câu trả lời của mình. Mỗi công dân có một dạng chấm chấm chấm. Mỗi người nghệ sĩ thứ thiệt có một dạng chấm chấm chấm, không trộn lẫn. Một câu thơ của tác giả Lê Đạt, nên là chị sẽ mời bạn. Ố, bạn Quỳnh Nga đâu rồi? Quỳnh Nga có thể đưa ra câu trả lời được không nhở? Dạ thưa chị, là em đề là mỗi công dân có một dạng vân tay, À. mỗi người nghệ sĩ thứ thiệt có một dạng văn chữ không trộn lẫn ạ. À, rồi, chị đã ghi nhận được hai từ khóa mà Quỳnh Nga điền ở đây. Đồng ý nhá, chị đã ghi nhận rồi này. Bây giờ chị sẽ mời bạn nhỏ may mắn cuối cùng. Xem nào, có bạn nào nhỉ? Có bạn nào xung phong? Chị vừa thấy tên của bạn Mimi. Chị xin mời Mimi sẽ đưa ra câu trả lời của mình nhá. Dạ em tên là Quỳnh Hoa ạ. Câu trả lời của em là giống bạn. À, em cũng điền là mỗi công dân có một dạng vân tay, mỗi người nghệ sĩ thứ thiệt có một dạng vân chữ không trộn lẫn. Rồi, đồng ý. Như vậy là ở đây chúng mình đã có câu trả lời của 8 bạn, à của 10 bạn tương ứng với 5 nhận định mà nó chưa hoàn thiện. Thế là cũng rất cảm ơn các bạn nhỏ, cùng với sự bằng cái sự suy đoán của mình thì chúng mình đã đưa ra những câu trả lời cho từng nhận định rồi. Thế bây giờ chúng mình cùng chữa nhá. Tất cả các bạn cùng theo dõi trên đây để cùng chữa với chị nào. Nếu tác giả không có cái gì đây, nếu tác giả không có cái gì mà người đó không bao giờ trở thành nhà văn cả, nếu không có một cái điều gì đó nữa, anh ta khó trở thành nhà văn thực thụ. Một nhận định của tác giả C khốp thì chúng ta thấy là với vị trí của hai từ khóa này thì chắc chắn hai từ khóa sẽ phải đề cập đến một yếu tố vô cùng quan trọng để làm nên một nhà văn thực thụ, đúng không nhá? Và đúng rồi, chính xác ở đây trong cái chỗ trống A, chỗ trống đầu tiên. Ok không nào? Thì chị đồng ý nhá, chính xác rồi. Đáp án của bạn Khánh Quỳnh, của bạn Thắm Hồng đều chính xác, đó là một lối đi riêng. Đồng ý không? Đây, để chị in đậm lên các bạn nhìn thấy nhá. Và chị nghĩ rằng là tất cả chúng mình đều nên ghi lại những cái nhận định này để chúng mình thêm vào cái vốn nhận định của bản thân. Bởi đây đều là những nhận định vừa ngắn gọn, vừa dễ hiểu, dễ học, dễ nhớ và rất cần thiết cho quá trình chúng mình viết những cái bài thi học sinh giỏi. Hay những bạn nhỏ chúng mình viết những
những bài văn cơ bản thì khi các em sử dụng được những nhận định này vào trong bài cũng sẽ là một điểm nhấn đấy. Nên chúng mình chú ý ghi lại nhá. Đồng ý không? Rồi, thế là chúng ta đã có đáp án đầu tiên. Tiếp tục này. Bây giờ nếu tác giả không có một lối đi riêng thì người đó không bao giờ là nhà văn cả. Nếu không có, ở đây thì đáp án sẽ hơi khác một chút xíu với câu trả lời của bạn Khánh Quỳnh và bạn Thắm Hồng. Phải là nếu không có giọng điệu riêng các bạn nhá, đồng ý chưa? Nếu không có giọng điệu riêng thì anh ta khó trở thành nhà văn thực thụ. Đồng ý chưa nào? Đó, chúng mình đã hoàn thành được nhận định đầu tiên rồi đấy. Thế thì hai bạn nhỏ, bạn Khánh Quỳnh và bạn Thắm Hồng có được nhận phần thưởng không? Bởi vì câu trả lời của chúng mình chưa hoàn toàn chính xác. Ở đây thì chị sẽ dựa vào cái sự suy đoán của chúng ta và cái sự hợp lý của từ khóa đó, thì chị thấy là giọng riêng và giọng điệu riêng thì vẫn tương tự như nhau, chỉ là chưa hoàn toàn chính xác về câu chữ. Thế nên rằng là chị vẫn ghi nhận, vẫn tạo cơ hội để bạn Khánh Quỳnh và Thám Hồng được nhận phần thưởng nha. Đó, đồng ý chưa nào? Rồi, thế là chúc mừng hai bạn nhỏ đầu tiên nhá. Chúc mừng Khánh Quỳnh và Thám Hồng được nhận phần quà trong buổi học ngày hôm nay. Bây giờ tiếp tục này, tiếp tục. Các bạn khác có thấy đáng tiếc không? Nếu mà những bạn nào mà không nằm trong 10 bạn tham gia trả lời câu hỏi ngày hôm nay thì các em cứ bình tĩnh nhé. Chúng mình vẫn còn rất nhiều những cơ hội để nhận quà khác nữa. Và đặc biệt là chị tin là những cái trò chơi như thế này sẽ giúp cho các em một lần nữa suy ngẫm thật là kỹ những kiến thức liên quan đến văn học. Bây giờ chúng mình sẽ đến với nhận định số 2 này. Một nhà văn đích thực như một cái gì đó treo trên tường. À, bây giờ chúng mình phải hình dung về một cái hình ảnh nào đấy, một cái sự vật, một đồ vật nào đó mà có thể treo được ở trên tường. Thì câu trả lời đầu tiên là móc khóa. Câu trả lời thứ hai là một cái đáp án chính xác, đồng ý không? Đó, thế nhưng mà ở đây thì chị thấy là câu trả lời của chúng ta sẽ là một nhà văn đích thực giống như một bức tranh các bạn nhá. Đồng ý không? Giống như một bức tranh treo ở trên tường mà khi tháo nó ra thì vĩnh viễn để lại khoảng trống. Đồng chưa nào? Như vậy thì câu trả lời đúng là của bạn Nguyên Thi. Đồng ý không? Rồi, đó. Thế là chúng mình đã có nhận định số 2. Các bạn đã dần dần thấy được sự liên quan của hai nhận định này chưa? Hình như là cũng đều nói về một cái vấn đề rất phổ biến trong văn học đấy. Chúng mình sẽ cùng dần dần hé mở vấn đề đó trong những nhận định tiếp theo nhé. Tiếp tục. Cái quan trọng trong tài năng văn học, và tôi nghĩ rằng cũng có thể trong bất kỳ tài năng nào, là cái mà tôi muốn gọi là tiếng nói của. Liệu rằng ở đây là tiếng nói của tranh hay là tiếng nói của điều gì đấy? Câu trả lời của chúng ta sẽ là tiếng nói của riêng mình. Đồng ý không nào? Đó, ở đây nhận định của Tước Dây Nhép thì muốn nhấn mạnh về cái chất riêng, tiếng nói riêng của một nhà văn, của một tài năng văn học. Và ông nhấn mạnh rằng là có thể cũng trong bất kỳ một cái tài năng nào khác, những cái lĩnh vực khác liên quan đến sự sáng tạo, thì một tiếng nói riêng của người sáng tác là rất quan trọng. Đấy, cái quan trọng, thấy chưa? Rồi, thế là với nhận định số 3 này thì chưa có bạn nào nhận qua được rồi. Rất là đáng tiếc. Mình tiếp tục đến với nhận định thứ tư nhé. Khi một nhà văn mới bước vào làng văn, điều đầu tiên tôi sẽ hỏi anh ta là anh ta sẽ mang lại điều gì mới cho văn học. Chính xác, ok chưa nào? Mang lại điều gì mới các bạn nhé. Và ở đây tiếp tục chị được trao quà cho hai bạn, đó là bạn Đức Phạm và bạn Bảo Tín. Điều gì mới? Ok chưa? Và cuối cùng, hoàn thành xong nhận định cuối cùng này thì các bạn cũng sẽ rút ra được cái chủ đề mà ngày hôm nay chúng mình cùng tìm hiểu đấy. Mỗi công dân có một dạng. À, đúng rồi, chính xác, chính xác. Một cái câu thơ rất là nổi tiếng của Lê Đạt, đúng không ạ? Mỗi công dân có một dạng vân tay. Mỗi người nghệ sĩ thứ thiệt có một dạng vân chữ không trộn lẫn. Rất hay đúng không? Cách dùng hình tượng của tác giả rất hay đấy. Rồi, đó. Thế là chúng mình đã cùng với nhau hoàn thành được 5 nhận định trong ngày hôm nay. Và cùng với đó là chúng mình đã có thể trao quà cho 2 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 bạn nhỏ đầu tiên. Đồng ý không? Phần quà là gì thì một lát nữa chị sẽ bật mí. Và trước tiên là chúng mình cùng gửi lời chúc mừng tới 7 bạn ngày hôm nay nhé.
và cảm ơn tất cả các em đã rất hăng hái để tham gia trò chơi này. Trò chơi này nó sẽ không chỉ đơn giản là một trò chơi vận động quá đâu, không phải là một trò chơi chỉ để vận động, để khuấy động cái tinh thần ở đầu buổi học đâu, mà chắc là các bạn cũng đã nhìn ra được ý đồ của chị rồi đúng không? Cả năm nhận định ngày hôm nay chúng mình cùng hoàn thiện, cùng thêm vào cái kho nhận định của mình, đều là những nhận định đề cập đến chủ đề gì nhỉ các bạn nhỉ? Các bạn có thể bình luận cho chị biết, đồng ý không? Các em có thể nhắn vào trong nhóm chat xem là chúng mình đã tìm ra được từ khóa cho ngày hôm nay chưa? Nếu tác giả không có một lối đi riêng thì người đó không bao giờ là nhà văn cả. Nếu không có giọng điệu riêng, anh ta khó trở thành nhà văn thực thụ. Quan điểm của Sekhov về cái cách để một người viết trở thành một nhà văn thực thụ là phải có một lối đi riêng, một giọng điệu riêng. Hay có một ý kiến cho rằng một nhà văn đích thực giống như một bức tranh treo trên tường mà khi tháo nó ra thì vĩnh viễn để lại khoảng trống. Một tác giả khi mà đã có được một cái chất riêng rồi thì khi nếu như anh ta giống như một bức tranh đi thì khi bức tranh đó bị tháo ra sẽ vĩnh viễn để lại khoảng trống, bởi vì không có bất cứ một bản sao nào hay không có bất cứ một hình ảnh, không có bất cứ một tác giả, một cây bút, một bút lực nào có thể thay thế được vị trí của anh ta cả. Đồng ý không? Cũng cùng cái chủ đề như vậy thì Tuốc Duy Nhép cũng khẳng định rằng cái quan trọng trong tài năng văn học, và tôi nghĩ rằng cũng có thể trong bất kỳ tài năng nào, là cái mà tôi muốn gọi là tiếng nói của riêng mình. Chúng ta thấy này, những từ khóa ở đây nhá: một lối đi riêng, một giọng điệu riêng, một bức tranh vĩnh viễn có một khoảng trống riêng, tiếng nói của riêng mình, hay là gì ạ? Khi một nhà văn mới bước vào làng văn, điều đầu tiên tôi sẽ hỏi anh ta là anh sẽ mang lại điều gì mới cho văn học? Tiếp tục là sự mới mẻ, đúng không? Độc đáo. Và cuối cùng, cũng giống như một thứ vân chữ, cũng giống như một thứ vân tay của một người công dân, thì mỗi người nghệ sĩ cần có một thứ vân chữ thứ thiệt, đó là chất riêng không ạ? Đúng không? Nào, các bạn đã tìm ra được chủ đề cho ngày hôm nay chưa? Chị thấy ở đây có rất nhiều. Có rất nhiều ý nhá. Quan niệm về nhà văn thực thụ à? Thiên chức của nhà văn, thế nào là một nhà văn? Nhà văn là người giao hòa của cuộc sống và văn học bằng nghệ thuật tâm hồn riêng của nhà văn. Nhà văn và quá trình sáng tạo đúng không ạ? Một nhà văn thực thụ là thế nào ạ? Con người có tài năng văn học và con người thực sự có khả năng điêu luyện để dùng lời lẽ ngôn từ của mình để làm nên sự sáng tạo trong từng tác phẩm. Nhà văn là người sáng tạo văn. Một nhà văn thực thụ, chất riêng của một nhà văn, phong cách riêng của nhà văn. Rồi, đồng ý. Những câu trả lời cuối cùng đã giúp cho chị hé mở về chủ đề mà ngày hôm nay chúng mình tìm hiểu. Các em đưa ra rất nhiều những câu chuyện, những cái ý tưởng. Đoán rằng là hôm nay chúng mình sẽ trao đổi về chủ đề thiên chức của nhà văn, hay là làm như thế nào để trở thành một nhà văn thực thụ, nhà văn và quá trình sáng tác. Nhưng thật ra khi mà các em để ý này, những từ khóa mà chúng mình điền trong buổi ngày hôm nay đều là những từ khóa nói về điều gì nhỉ? Nói về vấn đề phong cách nghệ thuật, hay nói cách khác là sự sáng tạo, đồng ý không? Rồi lối riêng này, phong cách nghệ thuật, ok không? Thế nên là hôm nay các bạn sẽ cùng với chị bước vào bài học về chủ đề phong cách nghệ thuật. Cùng với đó, mình sẽ vận dụng kiến thức của văn bản làng để xử lý, để giải quyết, để thực hiện một đề bài liên quan đến vấn đề phong cách nghệ thuật. Các em đồng ý không? Đó. Rồi, các bạn cũng nhớ nhá, các em có thể là ghi nhanh cái nội dung của các nhận định vừa rồi đều là gần gũi với chủ đề phong cách nghệ thuật. Ok không? Chị hiểu lý do tại sao các bạn đoán là những nội dung liên quan đến thiên chức của nhà văn, bởi vì những nhận định vừa rồi khẳng định quan điểm của các tác giả về việc như thế nào là một nhà văn thực thụ, đúng không? Hay là một tác giả, một người nghệ sĩ thứ thiệt. Thế nhưng cái quan trọng là cái quan điểm đó gắn liền với lối đi riêng này, với phong cách nghệ thuật của người cầm bút. Thế nên rằng hôm nay chúng mình sẽ cùng nói câu chuyện về phong cách nghệ thuật nhé. Các bạn đã từng bao giờ học hoặc là tìm hiểu hoặc là đã từng nghe đến những nội dung liên quan đến chủ đề phong cách nghệ thuật, phong cách sáng tác chưa? Có bạn nào ở đây đã từng học cái chủ đề này chưa? Các em có thể bình luận cho chị biết nhé. Rồi có bạn Hiền Thúy đúng không? Là đã từng học rồi này.
qua mỗi tác phẩm ý ạ. À, đồng ý, nghĩa là khi chúng mình tìm hiểu về các tác phẩm thì mỗi tác phẩm chúng ta đều thấy được chất riêng của các tác giả, đúng không? À, em có tìm hiểu sơ sơ rồi, em có học qua luôn rồi. Thế thì rất tốt. Thế thì chúng mình sẽ cùng biến buổi học ngày hôm nay vừa là buổi trao đổi, cũng là vừa là buổi ôn tập lại của những bạn nào đã từng học nhá. Ok không? Ừ. Thế thì bây giờ các bạn ơi, cho chị hỏi một câu hỏi như thế này. Đó là khi mà đến với bất cứ một chủ đề lý luận văn học nào, phong cách nghệ thuật là một chủ đề cũng khá lớn ở trong mạng lý luận văn học đấy, thì các bạn sẽ tìm hiểu bằng cách nào? Các bạn sẽ tìm hiểu bằng cách nào nhỉ? Ừ. Ở đây chị thấy vừa rồi các bạn xung phong trao đổi này, tương tác cùng với các anh chị, cùng với các bạn khác, thì đa số chúng mình đặt mục tiêu thi học sinh giỏi, thi chuyên văn. Và những bạn có mặt ở đây thì chị cũng chắc chắn là chúng mình sẽ không muốn dừng lại ở những bài văn đạt 7 cộng, 6 cộng đâu, đúng không? Thế thì chắc chắn chúng mình sẽ cần phải có những kiến thức cơ bản liên quan đến phong cách nghệ thuật đấy. À, nếu như mà bây giờ coi cái kiến thức về phong cách nghệ thuật này là một mảng kiến thức lý luận văn học, thì các em thường hay tìm hiểu như thế nào? Các bạn thường hay được học như thế nào? À, tìm hiểu thông qua nhà văn, giới thiệu tác giả, hoàn cảnh ra đời, ok. Đọc qua từng câu chữ bằng nguồn gốc các tác giả tác phẩm. À, nghĩa là ở đây chị, rồi chị hiểu cách tìm hiểu các bạn rồi. Nghĩa là chúng mình đang gắn với từng tác giả cụ thể, đúng không ạ? Để tìm hiểu xem là tác giả đó có phong cách nghệ thuật là gì, đúng không các em? Rồi, thế nhưng mà ý của chị thì lại muốn hỏi là cách mà các em tìm hiểu về bất cứ một cái chủ đề lý luận văn học nào ấy, hiểu ý chị không? Nhá, chắc là ở đây cũng có những bạn chúng mình nghe đến lý luận văn học là đã thấy rối bời rồi, là đã thấy mông lung rồi, đúng không? Thế thì như thế này, trước khi đi vào học những nội dung chi tiết ý, thì các em chị rất mong là các bạn có thể hiểu phong cách nghệ thuật hay là thiên chức của nhà văn, hay là mối quan hệ giữa nhà văn, tác phẩm, bạn đọc, hay là tiếp nhận văn học, vân vân. Thì đó đều là những chủ đề lớn trong lý luận văn học. Mỗi chủ đề này chúng mình cần phải có một cái kiến thức nền tảng, đồng ý không ạ? Cần phải có một cái kiến thức nền tảng để chúng mình hiểu được về khái niệm này, về biểu hiện, về ý nghĩa của nó. Sau đó thì chúng mình sẽ có thể vận dụng vào việc xử lý những đề bài cụ thể. Đồng ý không? Còn câu chuyện các bạn đang chia sẻ ở đây là việc mà khi chúng mình học về từng tác phẩm thì các em chắc là cũng được nghe thầy cô hướng dẫn là à, tác giả A này có phong cách là như thế này, như thế này. Tác giả B có phong cách là như thế này, như thế này. Đồng ý không? Đó, thế nhưng mà hôm nay thì không phải là chúng mình đi học về phong cách của từng tác giả đâu nha. Mà chúng mình sẽ đi học những kiến thức lý thuyết liên quan đến chủ đề phong cách nghệ thuật. Ok chưa nào? Đây, chúng mình sẽ chia ra thành hai phần trong nội dung ngày hôm nay nhé. Phần đầu tiên, chị sẽ ghi trước ra đây về bố cục bài học để các em tiện theo dõi này. Đây cũng là cách thức học của chúng mình trong những buổi học vừa có kiến thức lý luận văn học và vừa vận dụng kiến thức văn bản mà chúng mình thấy ở trong lộ trình của khóa học bồi dưỡng. Đây, nhân tiện đây chị sẽ giới thiệu kỹ hơn để khi mà các em theo dõi lộ trình của một khóa học nào đó ấy, thì các bạn cũng sẽ hiểu được nhé. Các em nhìn vào lộ trình của khóa học bồi dưỡng 20 buổi học này thì nhìn xuống cái phần bên dưới này. Sau khi chúng ta đã có phương pháp làm bài nghị luận văn học cơ bản rồi, nghĩa là những cái cách để chúng ta làm những dạng đề cho các bài thi học sinh giỏi, bài thi chuyên, thì chúng mình sẽ có những buổi học học về văn học sử. Đồng ý không? 4 buổi học về văn học sử này. Và đến buổi thứ 10, chúng mình sẽ bắt đầu chuyển sang những buổi học về lý luận văn học. Sẽ không phải là những buổi chúng mình học về từng tác phẩm để rồi suy ra kiến thức lý luận đâu nhá, mà sẽ là chúng mình học về kiến thức lý luận văn học, kiến thức lý thuyết trước. Và sau đó thì mình sẽ vận dụng kiến thức ấy vào việc thực chiến các đề bài cụ thể. Và những đề bài đó thì ta sẽ sử dụng kiến thức của các tác phẩm, như ở đây là kiến thức của bài Bếp Lửa, bài Ánh Trăng này, hay là trong buổi thứ 2 thì chúng mình sẽ vận dụng kiến thức bài Mùa Xuân Nho Nhỏ này. Đấy, đồng ý chưa? Đấy, thế nên rằng là trong buổi học hôm nay các bạn cũng sẽ hình dung rõ hơn, để các bạn cũng đỡ mông lung khi nhìn vào lộ trình của khóa học bồi dưỡng với những từ khóa còn khá là mới lạ với các em. Ok không nào? Đây, đấy, thế thì bây giờ bố cục của bài học ngày hôm nay sẽ bao gồm hai phần chính. Một, đó là phần kiến thức lý thuyết nhá. Và phần thứ hai là phần thực chiến.
Đồng ý chưa? Thì phần kiến thức lý thuyết này chúng mình sẽ đi tìm hiểu tất cả các khía cạnh liên quan đến chủ đề phong cách nghệ thuật. Và sau khi mà chúng mình đã có được cái nhìn tổng quan như thế nào là phong cách nghệ thuật, phong cách sáng tác, và phong cách sáng tác thì có ảnh hưởng như thế nào đối với một người cầm bút, đối với người sáng tác, và nó cũng đặt ra yêu cầu như thế nào đối với bạn đọc, đối với tác phẩm, vân vân, thì chúng mình sẽ cùng vận dụng những kiến thức ấy để thực chiến một đề bài cụ thể. Đồng ý chưa nào? Nhá. Đó, nên là nội dung cũng sẽ khá là nhiều. Và mỗi buổi ở trong khóa bồi dưỡng sẽ dao động từ 2 tiếng đến 2 tiếng rưỡi. Cũng học theo cái hình thức tương tác trực tiếp giữa chị và các bạn như thế này. Bởi vì khóa học bồi dưỡng thì giới hạn số lượng các bạn tham gia nhất định thôi. Và chúng mình còn được chia nhóm để các bạn có thể thực hiện những cái nhiệm vụ để tìm hiểu bài học một cách sâu hơn. Đấy, thế nên rằng là đấy là đặc điểm của khóa học bồi dưỡng nhá. Còn những bạn nhỏ mà chúng mình quan tâm đến kiến thức chuyên sâu của từng tác phẩm này thì các em có thể tìm hiểu về khóa học Văn VIP 2. Ok chưa? Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với chị đi xây dựng những kiến thức liên quan đến phong cách nghệ thuật nha. Đây, chị sẽ gọi phần đó là phần một lớn, đó là kiến thức lý thuyết. Đồng ý không? Nào, với phần một lớn này nhá, ở đây thì chị cũng cảm thấy rất may. Rất may luôn đấy, rất may mắn luôn. Bởi vì là nhân buổi hôm nay thì chị cũng có cơ hội để chia sẻ với các bạn một cái bí kíp để các em không bị bơi giữa những kiến thức lý luận văn học. Nếu như đã bạn nào chúng mình dấn thân vào việc tìm hiểu, học về kiến thức lý luận văn học, đọc về kiến thức lý luận văn học, trang bị cho mình những kiến thức về lý luận văn học, thì chắc là các em cũng đã từng cảm thấy rất khó khăn trong việc là không có một cái phương pháp nào nó hữu hiệu để chúng mình áp dụng được cho nhiều vấn đề cả. Mà gần như chúng mình hay tìm hiểu một cách lắt nhắt. Ví dụ như là vấn đề phong cách nghệ thuật này thì ta học được lòng cái khái niệm này, hay là học được lòng những biểu hiện này, học được lòng ý nghĩa của nó rồi. Đấy, nhưng mà sang đến vấn đề khác, về ví dụ như là thiên chức của nhà văn chẳng hạn, ta lại đi học được lòng thiên chức của nhà văn là gì, đúng không ạ? Điều đó thì đặt ra yêu cầu như thế nào cho nhà văn, cho tác phẩm, cho bạn đọc, vân vân. Đó, nghĩa là ta không có một cái hình dung tổng quan để từ đó xây dựng một cái phương pháp để ta áp dụng cho tất cả các mảng chủ đề lý luận văn học. Đồng ý không? Có đúng là như vậy không nào? Nếu như các em đang rơi vào một cái tình trạng như vậy và đang băn khoăn không tìm ra được cái lối đi cho mình ấy, thì hãy thử tham khảo gợi ý sau đây của chị nhé. Với bất cứ một chủ đề lý luận văn học nào, đây, một chủ đề lý luận văn học, một chủ đề lý luận văn học thì nó sẽ được làm rõ thông qua các khía cạnh như sau này. Các bạn sẽ cần trả lời được cho chị những câu hỏi như sau. Câu hỏi số 1 là gì? Đồng ý không? Hay nói cách khác là các em cần phải trình bày được, hiểu được khái niệm của cái vấn đề đó. Ok chưa? Có phải là chúng mình hay được hướng dẫn là đến với một chủ đề nào đấy nhá, các em sẽ được hướng dẫn là ví dụ ở đây thì sẽ là phong cách nghệ thuật nghĩa là gì, định nghĩa hay là khái niệm về phong cách nghệ thuật, đúng không? Đó, đấy là câu hỏi đầu tiên mà các bạn cần nắm rõ nhá. Và phần này các em chỉ cần nắm một cách thật là xúc tích ngắn gọn thôi để hiểu được bản chất thôi, chứ chúng mình đừng nên học theo cách là học thuộc lòng các đoạn lý luận văn học, nhớ chưa ạ? Hoặc là phần này các em có thể sử dụng từ điển nhá, từ điển các cái khái niệm, hoặc là từ điển thuật ngữ văn học để chúng mình thể nắm rõ được. Đó, đấy là cái chất. Còn khi chúng mình nắm được bản chất rồi, các em có thể diễn đạt bằng lời văn của mình, bằng cách hiểu của mình, thì nó sẽ dễ hơn so với việc là các bạn học thuộc lòng. Nhớ chưa? Nhá. Đấy, câu hỏi đầu tiên là gì? Câu hỏi thứ hai đó là như thế nào? Đồng ý không ạ? Nhá, đó, nghĩa là cái vấn đề đó nó được biểu hiện như thế nào trong nền văn học, đối với các tác giả văn học cụ thể, đối với các tác phẩm cụ thể. Nghĩa là ở đây chúng mình sẽ cần phải đưa ra một số những cái, đưa ra một số những cái biểu hiện của vấn đề ấy. Đồng ý không? Và cùng với đó, rất tốt nếu các em đưa ra được một số những dẫn chứng.
Em thấy có giống nghị luận xã hội không? Khái niệm giải thích này, xong rồi đi đến biểu hiện, xong rồi đi đến ý nghĩa, đúng không? Bài học. Thế nhưng mà thực chất là nó là như vậy đấy. Ok không? Đấy nhá. Rồi, sau đó câu hỏi thứ ba đó là câu hỏi vì sao? Tại sao lại cần phải tìm hiểu về cái vấn đề đó? Hoặc là tại sao người nghệ sĩ lại cần có phong cách nghệ thuật? Hoặc là tại sao người nghệ sĩ cần phải thực hiện những cái thiên chức riêng của mình? Đấy, chúng ta áp cái câu hỏi vì sao này với từng chủ đề lý luận văn học nhá. Thì chúng mình sẽ tìm ra được những cái ý để chúng ta bàn luận liên quan đến việc là à, tác giả sẽ thực hiện cái điều này như thế nào. Ok chưa ạ? Nhá, đấy, tại sao? Ok chưa? Đấy, vấn đề thứ ba, câu hỏi vì sao. Và câu hỏi cuối cùng đó là câu hỏi về ý nghĩa gì. Thế khi mà chúng ta tìm hiểu rõ được về vấn đề đó rồi, khi mà tất cả tác giả hay là bạn đọc tìm hiểu được về vấn đề đó rồi thì nó sẽ đem đến ý nghĩa ra sao? Ok chưa? Nhá, hay nói cách khác thì phần ý nghĩa này chính là những cái nhiệm vụ, những cái bài học đặt ra, những cái yêu cầu đặt ra đối với người viết này, à đối với tác giả, đây đối với tác giả, đối với tác phẩm và đối với bạn đọc. Hiểu ý chị không nào? Các bạn hiểu ý chị không? Nhá, thế thì từ cái gợi ý này các em có thể kể ra một cái bảng bao gồm 4 cột. Và cứ như vậy các em cột đầu tiên, à 5 cột nhá, cột đầu tiên là chủ đề này, cột thứ hai là gì, cột thứ ba như thế nào, cột thứ tư vì sao, cột thứ năm ý nghĩa gì. Và các bạn sẽ dần dần hoàn thiện cái bảng đó của bản thân mình, một cái bảng để chúng mình gọi là bảng kiến thức lý luận văn học, đồng ý không? Các em sẽ chắt lọc cả trong kiến thức mình học này, trong những cái kiến thức chúng mình tìm tòi, chúng mình sưu tầm được, thì thay vì việc là chúng mình để cho nó lặng yên trên trang giấy, để cho nó lặng yên trong những cái file tài liệu như vậy, thì các em nên một lần nữa chắt lọc nó, thì các em sẽ làm chủ được cái kho tài liệu của mình. Sẽ không phải là thách thức với các bạn đâu, bởi vì bây giờ chúng mình tìm kiếm tài liệu không phải là khó, đúng không? Nhưng quan trọng là ai làm chủ, thực sự làm chủ được cái vốn tài liệu của mình, cái kho tài liệu của mình, thì sẽ nằm ở việc là các em sẽ chắt lọc những tài liệu ấy ra sao, biến nó trở thành của mình như thế nào. Đồng ý không? Nhá, thì hôm nay chị trao cho các bạn cái chìa khóa như vậy. Các em hãy một lần nữa tìm hiểu về các kiến thức lý luận văn học theo những ý chính như thế này nhá. Chị tin là các bạn sẽ đỡ cảm thấy mông lung đấy. Chị tin là các em sẽ có được cái đường đi cho mình, sẽ không còn cảm thấy quá là sợ hãi hay khó khăn trong việc học những kiến thức lý luận văn học. Hay thậm chí nắm được những điều này thì khi mà đi thi, khi mà chúng mình làm bất cứ một bài văn nào sử dụng đến kiến thức lý luận văn học thì các em sẽ có thể tự suy ra được, tự có ý để bàn luận chứ không cần phụ thuộc vào bất cứ một bài học nào cả nha. Ok không? Chúng là những học sinh giỏi văn mà, chúng mình là những học sinh mà học tốt môn văn mà. Thế nên chúng mình không thể quay trở lại với cả một cái cách học rất là lối mòn, sáo rỗng, đó là cách học thuộc lòng được. Mà chúng mình phải nắm được bản chất. Nhớ chưa nào? Nhá, nắm được bản chất thì rồi bài nào hay là hoàn cảnh nào, tình huống nào chúng mình cũng sẽ tìm ra được hướng đi. Ví dụ này, bây giờ chị sẽ lấy ngay ví dụ với chủ đề lý luận văn học liên quan đến phong cách nghệ thuật. Đồng ý không? Nào, về vấn đề phong cách nghệ thuật. Về vấn đề phong cách nghệ thuật thì các bạn sẽ cần phải làm rõ những nội dung gì? Ok chưa? Đây, chị ghi ra giữa luôn nhá, để các em sẽ cùng tìm hiểu này. Ok chưa? Đó, trước tiên chúng ta có câu hỏi gì nhỉ? Là gì? À, phong cách nghệ thuật là gì? Đúng rồi, chính xác. Đây, cứ theo 4 cái câu hỏi này để cùng hoàn thiện với chị nha. Các bạn ơi, các em có thể là giúp chị, chúng mình có thể tắt cái phần giơ tay được không? Bởi vì nó cứ hay hiện ở trên màn hình của chị thì họ bị che mất một số những nội dung. Đấy, thế nên là các em có thể giúp chị nhá. Ok không? Rồi, đó. Bây giờ tìm hiểu về vấn đề phong cách nghệ thuật thì trước tiên là chúng ta cần hiểu khái niệm của nó là gì. Đây, chị cứ ghi luôn ở đây cho nó dễ hình dung. Đồng ý chưa ạ? Là gì? Phong cách nghệ thuật là gì? Nào, các em ơi, các em hiểu phong cách nghệ thuật là gì? Khái niệm đi.
dựa vào kiến thức của chúng mình này, dựa vào cách hiểu của chúng mình và dựa vào cả những nhận định mà ta vừa mới hoàn thiện trong trò chơi vua nhận định nữa. Đấy, 7 vị vua đã tìm ra được trong ngày hôm nay. Các em có cách định nghĩa như thế nào về phong cách nghệ thuật đây nhỉ? Các bạn ơi. Mình hiểu như thế nào về phong cách nghệ thuật nhỉ? À, chị xin mời bạn Cẩm Vân nhé. Cẩm Vân có thể đưa ra cách hiểu của mình. Em hiểu như thế nào về phong cách nghệ thuật? Cẩm Vân ơi, Cẩm Vân hiểu như thế nào về phong cách nghệ thuật nhỉ? Chị là phong cách nghệ thuật là những đặc sắc riêng của mỗi tác phẩm. À, những đặc sắc riêng của ai nhỉ? Chị ghi lại ra đây nhé. Đặc sắc riêng của mỗi tác phẩm. À, của mỗi tác phẩm. Nghĩa là mỗi tác phẩm thì sẽ có một phong cách riêng. Đúng. Vâng. Ừ, rồi, đồng ý. Chị ghi nhận ý kiến của Cẩm Vân nhá. Cảm ơn em. Chị muốn nghe thêm ý kiến của một bạn nữa. Ngọc Trâm có thể đưa ra ý kiến giúp chị được không? Ngọc Trâm hiểu như thế nào về phong cách nghệ thuật nhỉ? Dạ, thưa chị, em nghĩ phong cách là một đặc trưng riêng của một tác giả. À, đặc trưng riêng của một tác giả. Rồi, cảm ơn em nhé, cảm ơn hai bạn. Thế thì ở đây thông qua việc đặt ra câu hỏi cho hai bạn thì chúng ta thấy được ít nhiều sự khác biệt trong ý kiến của hai bạn. Một bạn cho rằng là phong cách nghệ thuật là đặc sắc riêng của mỗi tác phẩm, nghĩa là cái phạm vi nghiên cứu ở đây nó sẽ dừng lại ở một tác phẩm, mỗi tác phẩm cụ thể thôi. Đấy, đơn vị tính ở đây là đơn vị tác phẩm. Còn ý kiến thứ hai thì đưa ra là đặc trưng riêng của một tác giả. À, hai bạn thì đều gặp gỡ nhau ở việc là cùng định nghĩa phong cách là những đặc sắc riêng, là những đặc trưng riêng, là cái riêng, đúng không? Thế nhưng mà ý kiến thứ hai thì khác rằng là chúng ta sẽ xét trên phạm vi là các tác giả so với nhau, chứ không phải là các tác phẩm so với nhau. Đồng ý chưa? Rồi, thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với chị đưa ra cái cách định nghĩa đầy đủ hơn nhá. Như thế này, chị thấy là các em hiểu được về bản chất rồi đấy. Tuy nhiên thì chúng mình sẽ cần phải xem xét nó cái phạm vi rộng lớn hơn. Đồng ý không? Nhá, bây giờ chúng mình cùng nhìn vào nền văn học này. Nền văn học, người ta định nghĩa rằng, người ta cho rằng là gì nhỉ? Cuộc đời là nơi xuất phát, cũng là nơi đi tới của văn học. Thế là văn học có một cái chức năng trong việc là phản ánh cuộc sống. Nhưng văn học không phải là một cái tấm gương phản ánh hoàn toàn, phản ánh trọn vẹn, đem cuộc sống một cách trần trụi lên trang viết của nhà văn. Mà văn học nó là một cái tấm gương nhưng phản ánh thông qua lăng kính chủ quan của người viết. Thế là cùng một hiện thực ấy, cùng một cuộc sống ấy, nhưng mỗi nhà văn sẽ có một cái cách khắc họa khác nhau, sẽ có những cái quan điểm khác nhau thể hiện qua tác phẩm của mình. Và sự khác nhau ấy nó không những được thể hiện trong một tác phẩm nhá, mà nó được thể hiện trong nhiều tác phẩm để làm nên chất riêng của một tác giả. Đồng ý không? Ví dụ này, một cái ví dụ để các em hình dung nhá. Ví dụ như là về nhà thơ Chính Hữu đi, chúng mình được học bài thơ Đồng Chí của tác giả Chính Hữu. Ta thấy được rằng là bài thơ này rất là xúc động. Cái giọng văn của Chính Hữu rất là xúc động. Nhưng mà chúng mình chưa thể ngay lập tức khẳng định xúc động, cái sự giản dị, mộc mạc, hàm xúc đó trở thành phong cách của Chính Hữu nếu như nó chỉ được thể hiện trong bài thơ Đồng Chí, đúng không ạ? Sự xúc động, sự hàm xúc đó ấy, nó khẳng định là phong cách của Chính Hữu khi nó còn được thể hiện ở trong những bài thơ khác của ông nữa, trong các thời kỳ khác nhau. Thì quả thực là trong những bài thơ khác của Chính Hữu, ví dụ như là Giá Từng Thước Đất này, Một Nửa này, hay rất nhiều những bài thơ khác, thì chúng ta đều thấy được cái chất xúc động như vậy, cái chất cảm động, cái chất hàm xúc ở trong câu thơ của Chính Hữu. Đồng ý không? Thế nên phong cách nghệ thuật của Chính Hữu chính là sự giản dị này, sự gần gũi nhưng mà vô cùng xúc động, hàm xúc, hàm chứa nhiều ý nghĩa trong hình ảnh thơ. Hình ảnh thơ thì lại rất là cô đọng. Đó, đồng ý không? Đấy, nhá. Hay một ví dụ khác, tác giả Phạm Tiến Duật đi, chúng mình sẽ khẳng định phong cách của Phạm Tiến Duật là sự phóng khoáng này, đúng không? Là sự ngang tàng, sự mạnh mẽ,
ta thấy được khóa ngang mẹ ấy trong rất nhiều các tác phẩm của ông, trong đa số các tác phẩm của Phạm Thận luôn. Bài thơ về tiểu đội xe không kính, Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, đúng không? Đấy, rất nhiều những bài thơ khác của ông. Đó, thế nên rằng chúng ta cần phải có một cái định nghĩa đầy đủ về phong cách nghệ thuật, và cũng cần phải có một cái cách hiểu đầy đủ về phong cách nghệ thuật nhá. Ok chưa nào? Rồi, thế thì trước tiên ở đây chúng mình hiểu này, phong cách nghệ thuật nó là một phạm trù thẩm mỹ, hiểu chưa? Nó thể hiện cái sự tương đối ổn định của cách diễn đạt của tác giả đó trong suốt quá trình sáng tác của mình. Ok chưa nào? Đây, chúng mình rút ra khái niệm của phong cách nghệ thuật. Khái niệm này thì các em có thể là từ việc chúng mình hiểu được bản chất rồi diễn đạt, hoặc là các em có thể tìm đến những cái kiến thức hoặc là những cái phần định nghĩa trong các cuốn sách, hoặc là từ chính những quan điểm của các tác giả khác trong các nhận định như thế này để chúng mình hoàn thiện nha. Ok không? Nhưng mà chỉ có một lưu ý là các em hãy diễn đạt nó thật là ngắn gọn, súc tích ở trong bài viết của mình thôi. Đấy, và cũng không cần phải quá đặt nặng trong việc là chúng mình diễn đạt nó thật là hoa mỹ, hay là thật là phức tạp, hay là bao gồm thật là nhiều ơi là nhiều những cái từ khóa, những cái kiểu như là những cái thuật ngữ văn học để khiến cho phần giải thích của mình lại càng trở nên rối rắm. Đồng ý không nào? Nhá, có bao giờ chúng mình bị rơi vào cái tình trạng như vậy không? Khi mà chúng mình giải thích nhá, khi mà chúng mình giải thích một cái vấn đề nào đó ấy, nhưng mà cuối cùng thì lại khiến cho cái vấn đề nó bị phức tạp hơn. Đúng không? Đúng không nào? Nhá. Đấy, thế thì các bạn lưu ý giúp cho chị nha. Ok chưa? Các em ơi, các em có nhìn thấy màn hình không? Tự dưng chị bị mất cái phần đang trình chiếu với các bạn rồi, các em có còn nhìn thấy không? Em vẫn nhìn thấy nha chị ơi. Rồi, ok, đồng ý nha, đồng ý. Đó, các bạn vẫn nhìn thấy đúng không nào? Rồi, thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau hoàn thiện cái phần khái niệm về phong cách nghệ thuật này. Ở đây ý, thì chị thấy là những cái khái niệm mà khiến cho các bạn bị dối hơn thì chị sẽ hạn chế nhá, chị sẽ cố gắng là cùng với chúng ta diễn đạt nó một cách thật là dễ hiểu. Những từ khóa cần phải đưa vào trong khái niệm này đó là chất riêng, đồng ý chưa? Sự độc đáo. Ok chưa? Thì cái chất riêng, sự độc đáo này nó sẽ toát lên từ cả nội dung khám phá của tác giả ấy đối với đời sống này, và cả cách thức thể hiện của tác giả đó. Nhớ nha, phong cách nghệ thuật chính là chất riêng, là sự độc đáo của tác giả. Quá trình sáng tác thì quá trình sáng tác chính là quá trình mà tác giả tiếp cận những nội dung, có những sự khám phá về đời sống và thể hiện lại sự khám phá ấy bằng những phương thức nghệ thuật riêng của mình. Đúng không? Đấy, nhá. Khái niệm đầy đủ thì sẽ là phong cách nghệ thuật là một phạm trù thẩm mỹ thể hiện sự tương đối ổn định của hệ thống hình tượng, các phương tiện biểu hiện nghệ thuật, nói lên cái nhìn độc đáo, sáng tạo trong quá trình sáng tác của nhà văn. Đấy, đọc như vậy, nếu như mà nói như vậy thì chúng mình đang hơi bị khó hiểu, đúng không? Và chị cũng không muốn là bị làm mất đi cái bản chất mà các em đã nắm được. Cái bản chất các em nắm được ở đây chính là đặc sắc riêng này, đúng không? Thì đúng là như vậy, phong cách nghệ thuật chính là chất riêng, là sự độc đáo của một tác giả trong quá trình sáng tác của mình. Nhá, ok chưa? Hay, chúng mình có thể hiểu là phong cách ấy giúp cho chúng ta phân biệt tác giả này với các tác giả khác khi họ cùng sáng tác về một chủ đề, về một đề tài nào đó, hoặc là khi họ cùng tồn tại ở trong một cái trào lưu văn học nào đấy. Đúng không? Nhá, đó, đấy chính là khái niệm về phong cách nghệ thuật, các em có thể hiểu đơn giản như vậy nha. Và bởi vì như vậy thế nên rằng là phong cách nghệ thuật sẽ đem đến những cái nhìn rất là độc đáo, những cái nhìn mới mẻ của nhà văn trong việc cảm nhận và phản ánh cuộc sống. Nên là ở đây thì ta thấy phong cách nghệ thuật vẫn luôn luôn là một vấn đề quan trọng. Nó sẽ không thể không được nhắc đến trong những cái yêu cầu đặt ra đối với một người cầm bút. Đúng không? Đấy, câu hỏi là gì? Chúng mình trả lời được rồi nhá. Và nhớ này, phong cách nó chỉ được hình thành khi nó có tính ổn định. Nghĩa là tác giả ấy sáng tác nhiều tác phẩm và cái chất riêng của ông, chất riêng của tác giả đó được thể hiện qua nhiều tác phẩm. Nhớ chưa? Chứ không phải là chỉ là những cái đặc điểm riêng biệt trong một tác phẩm nhất định đâu.
Đấy, nhá, ok chưa? Nó phải có tính ổn định của nó nữa. Rồi, thế thì bây giờ chúng mình sẽ đến với câu hỏi số 2. Vậy như thế nào là một nhà văn hay là như thế nào là một tác giả có phong cách nghệ thuật? Ta đến với câu hỏi số 2 nhá. Đó là như thế nào? Câu hỏi như thế nào? Ok chưa? Đấy, thế thì chị nghĩ rằng là khi mà các bạn đang dần hình dung như thế này rồi, các em có thể đưa ra ý kiến của mình trong việc như thế nào được coi là một tác giả có phong cách nghệ thuật riêng. Các em ơi, theo các em, như thế nào là một tác giả được coi là có phong cách nghệ thuật riêng? Hay ở đây chúng mình sẽ đi tìm hiểu biểu hiện của phong cách nghệ thuật nhé. Ok không nào? Các bạn ơi, rồi chị sẽ xin mời bạn Thu Ngô phát biểu nha. Theo em thì phong cách nghệ thuật sẽ được biểu hiện như thế nào? Theo em thì phong cách nghệ thuật sẽ được biểu hiện qua mỗi tác phẩm của họ. À, thông qua tác phẩm. Rồi, đồng ý. Còn gì nữa không nhỉ? À, bạn Thu cho rằng là chúng ta sẽ nhìn thấy được phong cách nghệ thuật của tác giả thông qua tác phẩm. Nhưng chị thấy là vẫn còn hơi chung chung một chút. Có bạn nào có thể nêu chi tiết hơn, rõ hơn được không? Mời bạn Mỹ Trần nhé. Đây, ở đây là Trần Thị Kiều Mỹ đúng không? Em có thể bật mic lên và chia sẻ quan điểm của mình với chị này, với các bạn nha. Chị có thể hỏi lại không ạ? Ở đây chị đang muốn hỏi là theo em ý, thì phong cách nghệ thuật của một tác giả sẽ được biểu hiện như thế nào? Dạ thưa chị, là theo em là sẽ được thể hiện thông qua các tác phẩm, cách viết của các tác giả ấy, nó có một cái chất riêng dễ nhận ra. À rồi, cách viết đúng không? Chị nghe được một cái từ khóa rất là hay ở đây trong câu trả lời của bạn Kiều Mỹ, đó là cách viết. Đồng ý, các em đang dần dần hé mở rồi đấy. Thêm một ý kiến nữa đi. Bạn Uyên Thi cho chị biết ý kiến đồng ý không? Nào, cảm ơn câu trả lời của bạn Kiều Mỹ nhá. Theo Uyên Thi thì phong cách nghệ thuật sẽ được biểu hiện như thế nào? Dạ, thưa chị, là biểu hiện thông qua tác phẩm, cách viết, giọng điệu, nội dung của chủ đề mà tác giả muốn truyền đạt. À, giọng điệu này, nội dung này, chủ đề mà tác giả muốn truyền đạt này. Rồi, đồng ý, cảm ơn Nguyên Thi nha. Thế là ở đây ta thấy là ta sẽ nhìn thấy được phong cách nghệ thuật, cái chất riêng, chất độc đáo của một tác giả. Tất nhiên là sẽ thông qua tác phẩm rồi. Bởi vì tác phẩm là cầu nối để bạn đọc tìm đến và hiểu được về tác giả đó, đúng không? Nhưng mà nếu như nói là thông qua tác phẩm thì nó còn rộng quá đi. Bởi vì tác phẩm được tạo nên bởi nhiều yếu tố cơ mà, đúng không? Nên là ta sẽ cần cụ thể hơn. Thì cụ thể hơn ở đây các bạn đưa ra là sẽ nhìn thấy cách viết, cách mà tác giả viết nên tác phẩm ấy này, thông qua giọng điệu của tác phẩm, thông qua nội dung, thông qua chủ đề của tác phẩm. Rồi, tất cả các cái ý kiến của các bạn đều có ý đúng nhá. Rất là tuyệt vời luôn đấy. Nhưng mà ở đây thì chị sẽ cùng tổng hợp lại và phân loại nó ra thành một cái hệ thống để chúng ta nắm bắt được một cách toàn diện hơn nhá. Có thể thấy là khi mà phong cách được biểu hiện thông qua tác phẩm, vậy thì tác phẩm sẽ được tạo nên bởi những yếu tố nào nhỉ? Đây, chị ghi lại cái quá trình nhá. Một tác giả này có phong cách của mình, có chất riêng của mình. Ok chưa? Tác giả ấy viết ra tác phẩm của mình để rồi giúp cho bạn đọc hiểu được, thấy được cái phong cách, đúng không? Đây, thế là tác phẩm có một vai trò rất là quan trọng. Nhưng tác phẩm này nó có yếu tố gì để thể hiện được phong cách này đây? À, một tác phẩm thì sẽ bao gồm hai yếu tố chính, đúng không ạ? Đó là nội dung và đó là nghệ thuật, đồng ý chưa? Đấy, thì những vấn đề liên quan đến tư tưởng này, liên quan đến chủ đề này thì nó sẽ thuộc về nội dung. Ok chưa? Còn những vấn đề mà nó liên quan đến nghệ thuật đó chính là những vấn đề về cách viết này, giọng điệu này, cách thức biểu đạt, giọng điệu, vân vân. Ok chưa?
Đấy nhá, thế là chúng mình nhờ có các bạn mà chúng ta đã xây dựng được hai cái biểu hiện chính, hai cái phương tiện chính để chúng mình có thể thấy được phong cách nghệ thuật của một tác giả đấy. A nhỏ chính là thể hiện thông qua nội dung tư tưởng nhá. Phong cách nghệ thuật nó sẽ được biểu hiện, ta sẽ đi trả lời cho câu hỏi như thế nào, phong cách nghệ thuật của một tác giả được biểu hiện như thế nào, thông qua nội dung tư tưởng của tác giả ấy khi viết ra các tác phẩm. Và cái thứ hai chính là thông qua cách thức thể hiện, hay chính là thông qua khía cạnh nghệ thuật biểu đạt. Đồng ý chưa nhá? Đó. Rồi, thì bây giờ về mặt nội dung tư tưởng thì chúng ta thấy có cái điều khá là khó để xác định được phong cách, bởi vì ấy, hiện thực được thể hiện qua rất nhiều các tác phẩm trong cùng một giai đoạn. Chúng ta đã cùng với nhau học về văn học trung đại này, chắc là cũng sẽ có ít nhiều các bạn đã học sang phần văn học hiện đại rồi đúng không? Thì ta thấy là từ suốt cả những năm lớp 8 nữa, một cái giai đoạn văn học luôn có sự xuất hiện của rất nhiều các tác giả, đúng chưa ạ? Thế nếu như mà các tác giả cùng viết về một đề tài, cùng viết về một nội dung, thì đâu sẽ là cái sự phân biệt để ta thấy được sự khác biệt giữa tác giả A với tác giả B? Cùng viết về người nông dân, nhưng mà cùng viết về người nông dân trước cách mạng nhá, nhưng Nam Cao thì khác với Ngô Tất Tố nha. Ta đọc Lão Hạc thì thấy khác với cả Tức Nước Vỡ Bờ chứ, đúng không? Hay là cùng viết về người lính trong thời kỳ kháng chiến thì ta thấy là chất giọng của Chính Hữu khác hẳn với cả Phạm Tiến Duật, đúng chưa? Hay của lớp 8 các em học về thơ mới đúng không? Đấy, thế chúng ta thấy là những vần thơ của Thế Lữ cũng khác so với cả Vũ Đình Liên chứ nhở? Đấy, thế thì cái sự khác biệt nó thể hiện như thế nào trong nội dung tư tưởng đây? Khi mà các tác giả cùng viết về một đề tài, cùng thể hiện về một chủ đề, cùng sáng tác trong một giai đoạn văn học. Đúng không? Các em có hiểu cái vấn đề chị đang đặt ra ở đây không? Nhá, rồi, thế thì chúng ta thấy này, khi mà nội dung tư tưởng hay chính là cuộc đời này, này, cái hiện thực cuộc sống này này được thể hiện trong văn học, thể hiện qua tác phẩm, thì chắc chắn sẽ là những sự lặp lại nếu như tác giả không có lối đi riêng. Vậy lối đi riêng sẽ đến từ cách nhìn. Đồng ý chưa ạ? Nhá, cách nhìn con người làm nên phong cách riêng của mỗi nhà văn. Đồng ý chưa? Nhá, cách nhìn con người, cách nhìn cuộc sống làm nên phong cách riêng của mỗi nhà văn. Đồng ý không nào? Đó, ví dụ này, ví dụ như là cùng là về người nông dân đi, nhưng mà Nam Cao thì nhìn thấy cái sự tha hóa ở trong cái bản chất của họ. Khi mà có thể ngay từ đầu Chí Phèo không phải là một cái kẻ đê hèn đâu, đúng không ạ? Không phải là một con quỷ đâu. Thế nhưng mà do bị cái xã hội ấy chà đạp, thế nên dần dần Chí Phèo từ một người nông dân lương thiện trở thành con quỷ của làng Vũ Đại. Nhưng cũng là một người nông dân, cũng là nhìn về người nông dân trước cách mạng. Ngô Tất Tố thì sao ạ? Ngô Tất Tố lại nhìn thấy cái sức mạnh tiềm tàng ở trong họ, chỉ là cái sức mạnh ấy chưa được bộc phát đúng lúc và chưa có một cái hướng đi để cho sức mạnh đó giúp cho người nông dân thoát khỏi những cái gông cùm xiềng xích của mình mà thôi. Đúng không ạ? Nhá, đấy, thế nên rằng là cách nhìn cuộc sống sẽ làm nên phong cách riêng của mỗi nhà văn. Điều này xuất phát từ bản chất của văn học. Văn học là tấm gương phản ánh cuộc sống, nhưng thông qua lăng kính chủ quan của người cầm bút, nên lăng kính chủ quan ấy hướng ánh sáng vào góc khuất nào của cuộc sống, nó sẽ làm nên chất riêng của tác giả đó. Đồng ý không ạ? Cuộc đời này muôn hình vạn trạng, thế nên tác giả cũng sẽ có muôn vàn những cái ngóc ngách, có muôn vàn những cái hiện thực, có muôn vàn những cái góc nhìn để tiếp cận và để đem lên trang văn của mình. Ok chưa? Cái góc nhìn ấy vừa thể hiện được cuộc sống nhá, lại vừa thể hiện được cái chất riêng của nhà văn. Ok chưa nào? Rồi, đấy là ý đầu tiên trong nội dung tư tưởng. Nghĩa là mỗi nhà văn muốn có được cái phong cách riêng của mình là cần phải có một cách nhìn về cuộc sống độc đáo, chứ không được đi theo lối mòn nhá. Đó, tiếp tục này, tiếp tục. Cũng là trong cái mảng nội dung tư tưởng này, ta thấy là phong cách nghệ thuật nó còn được tạo nên bởi gì ạ? Tạo nên bởi thái độ của nhà văn, tạo nên bởi cái
là một yếu tố để tạo nên phong cách sáng tác. Ok chưa? Thế là cái mà tác giả viết có sự mới mẻ rồi, nhưng sự mới mẻ đó sẽ không thể hoàn thiện được, sẽ không thể trở thành phong cách riêng được nếu như tác giả đó không có cách biểu đạt độc đáo. Nên bên cạnh nội dung tư tưởng thì nghệ thuật biểu đạt cũng là một yếu tố đặc biệt để góp phần tạo nên phong cách sáng tác. Nó sẽ là một giọng điệu riêng biệt này. Ok chưa? Nó cũng là gì nữa nhở? À, nó là tư duy nghệ thuật về ngôn ngữ này. Ok chưa? Hay là về kết cấu này. Đó, rất là nhiều, tất cả những cái khía cạnh liên quan đến nghệ thuật biểu đạt đều góp phần làm nên phong cách sáng tác của một tác giả. Chị lấy ví dụ nhá. Nói về nghệ thuật thì chắc là nói về thơ thì sẽ dễ hình dung cho các bạn hơn đúng không? Và chúng ta sẽ nói cái câu chuyện phong cách này gắn liền với cả nền văn học hiện đại. Bởi vì trong văn học trung đại, người ta sẽ không gọi là phong cách sáng tác đâu. Bởi vì chúng mình đã nắm bắt được một số những đặc trưng của văn học trung đại rồi đúng không ạ? Trong đó thì văn học trung đại trong cái thời kỳ ấy, thì thay vì việc người ta tìm cho mình một lối đi riêng ấy, thì người ta cho rằng là những cái tác phẩm văn học hay là những tác phẩm mà có tính sùng cổ, có tính phi ngã, nghĩa là có thể là đi theo những cái hướng đi mà đã trở thành bất hủ ở trong văn học rồi, hay là không có sự xuất hiện của con người cá nhân ở trong văn học, cũng không xuất hiện cái tôi cá nhân ở trong văn học. Đấy là cái đặc trưng trong văn học trung đại. Nên chúng ta sẽ không nói câu chuyện phong cách nghệ thuật trong văn học trung đại nhiều đâu, đúng không? Mà chủ yếu là chúng ta nói về văn học hiện đại để thấy được cái phong cách nghệ thuật này nha. Ok không nào? Rồi, thế thì ví dụ về nghệ thuật biểu đạt này. À, quay trở lại với cả Chính Hữu đi. Đúng không? Ta thấy nhá, cái chất thơ của Chính Hữu đặc biệt lắm. Đọc lên bao giờ cũng gây được sự xúc động trong bạn đọc. Sự xúc động ấy, cái chất thơ riêng biệt ấy, nó đến từ việc là tác giả sử dụng những từ ngữ và có những câu thơ rất là hàm xúc và cô đọng. Đúng không? Một câu thơ hay là một câu thơ có sức gọi. Đúng chưa? Một câu thơ hay thì ngắn ở câu chữ nhưng phải dài ở sự ngân vang. Chính Hữu cho rằng như vậy đấy. Và quả thực là ông đã sáng tác đúng theo cái quan niệm của mình. Ok chưa? Nhá, quả thực là ông đã sáng tác đúng theo cái quan niệm nó của mình. Khi mà gì? Trong Đồng Chí chúng ta thấy có những vần thơ Đồng Chí. Đúng chưa? Nhá, trong bài thơ Đồng Chí ấy, chúng mình thấy có những vần thơ như là Đồng Chí thương nhau tay nắm lấy bàn tay, hay tuyệt vời nhất chính là Đầu Súng Trăng Treo. Câu thơ Đầu Súng Trăng Treo ta thấy vỏn vẹn có hai hình ảnh thôi, hình ảnh đầu súng và hình ảnh trăng, đúng không ạ? Mối quan hệ giữa hai hình ảnh ấy được nối liền bởi từ treo. Bầu trời và mặt đất được nối liền bởi một từ treo, rất ngắn gọn, đúng không? Nhưng sự ngắn gọn ấy không hề sơ sài. Sự ngắn gọn ấy gọi lên biết bao nhiêu liên tưởng cho bạn đọc. Trước tiên là chúng ta liên tưởng về cái hoàn cảnh thực để tác giả viết nên vần thơ ấy. Đó là ý nghĩa tả thực của câu thơ. Khi mà cái bầu trời ở miền rừng núi, theo chia sẻ của Chính Hữu, bao giờ nó cũng có cảm giác là thấp hơn bầu trời ở những vùng khác. Khi về đêm thì càng có cảm giác như trăng đang dần dần thấp xuống. Và khi mà người lính đứng trong tư thế sẵn sàng phục kích, đầu súng chếch lên trên, thì có hình dung như là ánh trăng, vầng trăng đang treo trên đầu mũi súng. Ok chưa ạ? Nhá. Nhưng chúng mình sẽ không chỉ hình dung ở một cái sự đơn giản như thế. Bởi vì sao? Tại sao không phải là nòng súng trăng treo? Không phải là mũi súng trăng treo, là đầu súng trăng treo cơ. Hình ảnh đầu súng ấy, nếu như mà tinh tế hơn, để ý hơn, chúng ta sẽ thấy là chắc chắn người lính đang phải trong cái tư thế phục kích, đứng gác, chứ không phải là trong cái tư thế đang sẵn sàng cho bạo lực, đang sẵn sàng nổ súng đâu, mà là cái tư thế đứng gác rất là nghi trang như thế này này, đúng không ạ? Thì đầu súng mới chất lên trên, thì rồi mới có hình dung là ánh trăng đang treo trên đầu mũi súng, đúng không các em nhá? Nên là một ý nghĩa nữa, ta hình dung như là đang canh gác cho vầng trăng vậy, đúng không ạ? Nhá, từ một cái hình ảnh rất là hay bắt gặp ở trong cuộc đời của người lính, người lính Chính Hữu ấy nhìn thấy người đồng chí của mình, nhìn thấy người đồng đội của mình đang đứng gác,
rồi ngước lên trên thấy vầng trăng. Và cứ như thế, ấn tượng trong ông chính là đầu súng trăng treo. Thế nhưng câu thơ không chỉ có ý nghĩa tả thực mà câu thơ còn có ý nghĩa biểu tượng. Trăng là biểu tượng cho hòa bình, cho thiên nhiên tươi mát. Súng thì lại biểu tượng cho chiến tranh, đúng không ạ? Cho nhiệm vụ đầy cam go của người lính. Thế mà hai cái nội dung tưởng chừng như đối lập ấy lại đi liền với nhau, khiến cho chúng ta không phải là ấn tượng hay sợ hãi về hoàn cảnh chiến tranh, mà khiến cho chúng ta cảm phục hơn nhiệm vụ thiêng liêng của người lính. Ở đây người lính tham gia chiến đấu, đối diện với nguy hiểm là để bảo vệ cho hòa bình của quê hương, của đất nước. Tuyệt vời làm sao khi mà trong một câu thơ lại chất chứa nhiều những ý nghĩa như thế, đúng không ạ? Và đó đã trở thành cái đặc trưng, đã trở thành cái chất riêng của Chính Hữu rồi. Trong những vần thơ khác, trong một bài thơ khác chẳng hạn, ví dụ như là bài thơ Một Nửa, cuộc đời anh cho tôi chia một nửa, nửa giọt mồ hôi vạt áo còn đầm, nửa dãy Trường Sơn chiến trường vất vả, nửa bát cơm hạt muối nhọc nhằn, một nửa cơn nắng, một nửa cơn mưa. Thế thì ta thấy là chỉ với một cái từ một nửa ấy là cái khái niệm mà ta dùng để cho những cái sự vật, cho những thứ hữu hình cụ thể thì mới có thể chia một nửa thôi. Thế mà bây giờ Chính Hữu dùng cái một nửa ấy để sử dụng, để mà đưa ra cái khái niệm cho cuộc đời, cho tình cảm, cho cả những cái sự vật vô hình, cho cả những cái sự vật trừu tượng nữa, đúng không ạ? Nhá, nên là câu thơ của Chính Hữu bao giờ cũng vậy, hàm xúc và lắng đọng, đúng chưa? Đấy, thế nhưng mà trong câu thơ của Phạm Tiến Duật thì ta lại thấy khác nhá. Phong cách của Phạm Tiến Duật thì có sự khác biệt với cả Chính Hữu. Phong cách của Phạm Tiến Duật thì ngang tàng hơn, sôi nổi hơn. Đó là không có kính ưu thi có bụi, bụi phun tóc trắng như người già, chưa cần rửa phi phèo châm điếu thuốc, nhìn nhau mặt lấm cười ha ha. Không có kính ưu thi ướt áo, mưa tuôn mưa xối như ngoài trời, chưa cần thay lái trăm cây số nữa, mưa ngừng gió lùa không mong thôi. Đó là tinh thần của một thế hệ xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà làm phơi với dậy tương lai. Câu thơ không đem đến một cái cảm giác bùi ngùi xúc động, mà câu thơ lại đem đến cái tinh thần của một đội quân cản tử đang tiến ra mặt trận mà không có bất cứ một thứ bom đạn nào có thể ngăn cản lại được. Họ bất chấp khó khăn, coi bụi và mưa rừng, những cái điều kiện tự nhiên tất yếu ấy, nó cũng lại trở thành cái và thì để đưa tất cả thì là chân thật nhất ở trong cuộc đời người lính để đưa vào trang thơ. Nên là trang thơ của Phạm Tiến Duật được định nghĩa là một góc bảo tàng tươi sống của Trường Sơn thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, đúng không? Đấy, thế là ta thấy là giọng điệu này, ngôn ngữ này, kết cấu, tất cả những yếu tố thuộc về nghệ thuật biểu đạt của một tác phẩm đều góp phần thể hiện cho chất riêng của một tác giả, nghe không nào? Đấy, đều góp phần thể hiện cho chất riêng của một. Rồi, thế là chúng mình đã cùng với nhau đi trả lời cho câu hỏi như thế nào? Rồi, thế thì ta thấy là để đạt được phong cách nghệ thuật có khó không? Theo các em, bây giờ chúng ta thể qua nội dung diễn đạt, qua nghệ thuật biểu đạt, thế thì các em thấy là nó có dễ để thực hiện không? Nó có dễ để có được phong cách nghệ thuật không? Theo các bạn, có dễ không nhỉ? Có đơn giản không? Có phải là nhà thơ hay là tác giả nào đó, cứ bất kỳ một tác giả nào đó cứ cầm bút lên, nhìn đời bằng một con mắt khác đi một chút, hay là dễ thể hiện những cái sự thật ấy nó khác đi một chút, nó độc đáo hơn một chút là có thể có được phong cách sáng tác của riêng mình và để lại được dấu ấn trong lòng bạn đọc không? Chị nghĩ rằng là đến đây thì chúng mình thấy là cũng có cái sự dễ dàng, nhưng tất nhiên là sẽ có những cái thách thức. Bởi vì sao? Nếu như nói là dễ thì ta có thể dễ dàng thấy được cái chất riêng của một tác giả nếu như tác giả đó đã thực sự của mình, đã thực sự thấm nhuần được cái phong cách lên trang văn. Nhưng tác giả là phong cách nghệ thuật nó giống như là một cái vương miện mà bất cứ tác giả nào cũng muốn được bạn đọc trao cho mình, nhưng cũng là một cái miền đất hứa mà ai ai trong quá trình sáng tác cũng mong muốn có thể xây dựng được. Mỗi công dân có một dạng vân tay, mỗi người có một dạng vân chữ không trộn lẫn.
Thứ văn chương nghiêm túc, quá trình lao động nghệ thuật một cách nghiêm túc của người cầm bút, các bạn nhớ nha. Vậy thì tại sao lại cần phải có phong cách nghệ thuật trong quá trình sáng tác? Sáng tác không phải là chỉ cần tái hiện lại cuộc sống, diễn tả cuộc sống với cái quan điểm riêng của mình thôi ư, mà lại cần phải có xây dựng được cả phong cách nghệ thuật nữa nhở. Chúng mình đến với câu hỏi số 3 nào. Tại sao lại cần có phong cách nghệ thuật? Tại sao nhở? Tại sao lại cần phải có phong cách nghệ thuật? Theo các em, thế bây giờ các tác giả cứ sáng tác một cách đơn thuần thôi, cùng sáng tác về một chủ đề thì thấy như thế nào thì viết như vậy thôi. Tại sao lại cần phải có phong cách sáng tác? Theo các em. Nhá, trước tiên này, cần phải có phong cách sáng tác là bởi vì chúng mình hãy đi đến bản chất của văn học nhá. Văn học nghệ thuật là lĩnh vực của sự độc đáo. Ngay trong cái quan niệm về việc nghệ thuật, về một cái lĩnh vực nghệ thuật thì nó đã gắn liền với chữ độc đáo rồi. Đồng ý chưa ạ? Nhá, bản chất của văn học hay trong bất cứ một cái lĩnh vực nghệ thuật nào ấy thì đều là sự độc đáo. Nhá, văn học nghệ thuật lĩnh vực của sự độc đáo. Thế nên nhà văn hay là bất cứ tác giả nào sẽ không thể có được dấu ấn đối với bạn đọc thông qua tác phẩm của mình nếu như không có sự độc đáo. Văn học sẽ chết nếu như nó sẽ chỉ là một sự xáo mòn, một sự lặp lại liên hồi. Đúng không? Văn học sẽ chết nếu như bạn đọc không thấy được bất cứ một sự khác biệt nào giữa tác giả A và tác giả B. Văn học sẽ ra sao đây nếu như nó là một tấm gương mà chúng ta đều thấy nó y hệt nhau giữa tất cả các tác phẩm? Thế thì người ta cần tìm đến văn học để làm gì nữa? Sự độc đáo này là yêu cầu đặt ra đối với người cầm bút, đối với tác phẩm và đối với cả bạn đọc nữa. Đúng không? Nhá, người cầm bút thì luôn có cái nhu cầu thể hiện được cái tôi cá nhân của mình trong quá trình sáng tác. Anh ta sử dụng văn học, anh ta sử dụng ngòi bút để làm gì? Để nói lên tiếng nói cá nhân, để thể hiện quan điểm cá nhân của mình về cái hiện thực đời sống này. Chứ người ta không phải là sáng tác văn học như một cái máy, không từ bất cứ một cái động lực nào để mà sáng tác cả. Đúng không ạ? Nhá, người cầm bút sẽ sáng tác nhờ có rất nhiều những động lực, và một trong những động lực thôi thúc anh ta mạnh nhất có lẽ chính là cái động lực trong việc thể hiện cái tôi cá nhân, cái chất riêng của mình đó. Đúng chưa? Nhá, hay là một tác phẩm muốn có được ấn tượng đối với bạn đọc, muốn có được chỗ đứng, muốn có được cái âm vang để vượt qua sự băng hoại của thời gian thì chắc chắn tác phẩm ấy cũng cần phải có những sự độc đáo để mỗi khi nhắc đến người ta biết được rằng à, đây là một tác phẩm hay bởi vì sao? Đúng không? Hay là bạn đọc, bây giờ thử hỏi chúng mình ngày nào cũng đọc một tác phẩm như vậy. Ngày hôm nay chúng ta đọc tác phẩm A viết về nội dung như thế này. Ngày mai chúng mình đọc tác phẩm B nhưng mà cũng giống hệt như tác phẩm A, chẳng có gì khác biệt. Thế thì mình có đến tìm đến văn học như là một cái hình thức, đúng không ạ? Văn học sẽ không thực hiện được bất cứ một chức năng nhận thức, chức năng giáo dục, chức năng thẩm mỹ nếu như nó đánh mất đi sự độc đáo. Nên bản chất của văn học nghệ thuật là sự độc đáo. Thế nên là người nghệ sĩ cần phải duy trì, cần phải xây dựng được sự độc đáo, xây dựng được cái chất riêng cho chính bản thân mình. Đồng ý không? Nga, đó. Bản chất của văn học là như vậy. Và cái thứ hai, tại sao lại cần phải có phong cách trong quá trình sáng tác? Chính là bởi vì văn học nhu cầu. Đồng ý không? Nhá, đấy, nhu cầu của cuộc sống xã hội luôn luôn là đi lên. Và nó đi lên là nhờ có những phát hiện mới. Cuộc sống của chúng ta thay đổi là nhờ có những phát minh mới. Đúng không các em? Đấy, thế nên rằng là cái quy luật hoạt động của cuộc sống, của xã hội này luôn luôn đòi hỏi sự xuất hiện của những nhân tố mới chưa gặp lại bao giờ. Thì trong văn học cũng vậy.
luôn luôn cần đến sự độc đáo, được chưa nhá? Đấy, thế nên là chúng ta có hai cái câu trả lời cho câu hỏi tại sao, và chúng mình sẽ có rất nhiều cách diễn đạt. Ở đây chúng ta ghi lại những cái nội dung cơ bản nhất thôi nhá. Đấy cũng là cái bản chất để các em vừa nắm được cái cốt lõi và cũng vừa phát huy được cái cách diễn đạt của bản thân mình. Đồng ý không? Tại sao? Chắc là nghe đến đây các bạn cũng băn khoăn rằng tại sao chị không viết bài ra để chúng mình có thể học được luôn, để áp dụng được luôn. Nghĩa là cứ thấy bài nào có nhắc đến sáng tác là em sẽ thêm nguyên si cái phần vào. Chị nghĩ như vậy thì cũng không phải khó đâu. Chúng ta hoàn toàn có thể làm được như thế nhá. Nhưng mà nó là chắc chắn là vẫn mình diễn đạt ra nha. Đấy, thế là gì chúng ta trả lời? Phong cách nghệ thuật biểu hiện như thế nào ta cũng trả lời được rồi. Tại sao cần có phong cách nghệ thuật ta cũng trả lời nữa, gì đây nhỉ? Nào chúng mình bước cuối cùng 4, đó là ý nghĩa gì? Cũng là câu hỏi cuối. Nghĩa là hiểu được phong cách nghệ thuật như vậy rồi, thế thì bây giờ một tác giả thì cần phải có những yếu tố gì để xây dựng được cái phong cách nghệ thuật cho một tác phẩm như thế nào? Một tác phẩm thì cần phải đạt được những yêu cầu gì để xây dựng và để thể hiện được phong cách của một tác giả? Và bạn đọc từ đó cần phải có thái độ ra sao, hiểu được phong cách của một người cầm bút. Ok chưa nào? Nhá, thì ta thấy này, phong cách chính là một gương mặt riêng độc đáo trong một thế giới muôn vàn những gương mặt, muôn vàn những cái hình hài khác nhau, đúng không? Nên là có phong cách nghệ thuật thì sẽ giúp cho chúng ta có được sự phân biệt và giúp cho người nghệ sĩ này. Đây, đầu tiên là nó giúp cho người nghệ sĩ khẳng định được, đồng ý không? Nhá, giúp cho người nghệ sĩ khẳng định được cái tôi cá nhân độc đáo của mình. Ok chưa? Nhá, khẳng định được tài năng này, khẳng định được bản lĩnh, khẳng định được cái góc nhìn đặc sắc của mình. Đúng chưa? Nhá. Đấy, trong một cái chúng ta hình dung văn học là một dòng chảy không ngừng. Trên dòng chảy ấy thì ta sẽ thấy rất nhiều những cái dòng hải lưu nhỏ. Trong mỗi dòng hải lưu nhỏ ấy thì lại có rất nhiều những con đường riêng, lại có rất nhiều dòng chảy nhỏ. Và cách để chúng ta tìm được cái dòng chảy phù hợp với mình chính là tìm đến phong cách riêng của các tác giả. Đây, tìm hiểu về phong cách thì các bạn sẽ lý giải được câu hỏi rằng tại sao chúng ta lại thích tác phẩm, thích tác giả này hơn tác giả kia. Thì có lẽ là bởi vì các em hợp với cả phong cách sáng tác của tác giả. Ví dụ như là các em thích đọc Nguyễn Tuân này, ngông bằng lời văn mình, phong cách của Nguyễn Tuân gói gọn trong một chữ, chúng mình thấy thích cái chất giọng của một nhà văn. Đúng không ạ? Viết về đủ những cái điều vừa đau đớn vừa bất hạnh trong cuộc sống nhưng vẫn có một cái sự lạnh lùng rất là nghiêm cẩn ở trong đó. Đấy, hay là chúng mình thích đọc những tác phẩm của Ngô Tất Tố bởi vì cái chất hiện thực, cái chất khái quát và tái hiện hiện thực của Ngô Tất Tố rất khác biệt với những tác giả khác cùng thời. Đúng chưa? Nhá, ta thấy được mạc, thấy được cái sự giản dị chân thật trong lời văn của Ngô Tất, trong hình tượng nhân vật của Ngô Tất Tố, nó giản dị đến tận cùng, giản dị như chính cái hiện thực như thế. Thế nên rằng lại thấy được cả trong người nông dân mà Ngô Tất Tố đã thế. Đấy, thế nên là có phong cách nghệ, người nghệ sĩ sẽ khẳng được cái tôi cả độc của mình, khẳng định được ai đó của những trào lưu văn học trong nền văn học mà anh. Đấy là đối với người nghệ sĩ. Còn đối với tác phẩm thì chắc chắn rồi, tác phẩm là phương tiện để tác giả thể hiện ra cái tôi độc đáo của mình. Nên khi tác phẩm hoàn thành được cái sứ mệnh đó của mình, đây, tác phẩm có thể hoàn thành được sứ mệnh của mình
trong việc trở thành phương tiện. Đồng ý chưa nào? Trở thành phương tiện để người nghệ sĩ bộc lộ cái tôi cá nhân, bộc lộ phong cách riêng. Và cứ như thế thì tác phẩm cũng sẽ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc. Đồng ý không nào? Và cuối cùng, đối với người đọc thì sao? Đối với người đọc thì khi mà trong nền văn học xuất hiện nhiều những phong cách như thế, bạn đọc có cơ hội được tìm hiểu, đúng không ạ? Được tìm hiểu này, được cảm nhận nhiều lăng kính khác nhau để cùng một đề tài chẳng hạn. Cùng một hiện thực. Đúng chưa? Và từ đó bạn đọc còn tìm ra những ấn tượng riêng, những xúc cảm riêng đối với những ngòi bút gây ấn tượng mạnh. Đồng ý không nào? Đó là những ý nghĩa cơ bản của phong cách nghệ thuật đối với người nghệ sĩ, đối với một tác phẩm và đối với bạn đọc của chúng ta. Như vậy là trong quá trình tiếp nhận văn học thì phong cách nghệ thuật cũng có những ý nghĩa riêng đấy. Rồi, như vậy nhìn lại này, chúng ta đã cùng với nhau trả lời 4 câu hỏi liên quan đến vấn đề phong cách nghệ thuật. Chị mong rằng là qua 4 câu hỏi này, qua những nội dung chúng mình vừa mới học ấy, thì không những là các em hiểu được về phong cách nghệ thuật mà các bạn còn hiểu được về cái phương pháp học về một chủ đề lý luận văn học. Các em hiểu ý chị không nào? Nhá. Từ đây thì khi đối diện với bất cứ một chủ đề nào, các em hãy đi từ 4 câu hỏi cơ bản này nhá. Đây là 4 câu hỏi cơ bản chứ không phải là 4 câu hỏi duy nhất. Nghĩa là từ những câu hỏi này, ta có thể nghĩ ra thêm những cái câu hỏi khác, những cái băn khoăn khác được đặt ra để ta tìm hiểu sâu hơn về vấn đề đó. Nhớ chưa ạ? Nhá. Có thể là vẫn là 4 câu hỏi này, nhưng mà khi chúng mình lên lớp 12, khi chúng mình lên cấp 3 thì các bạn sẽ tìm hiểu ở cái mức độ sâu sắc hơn nữa. Nó sẽ không chỉ là cơ bản như thế này mà sẽ là những câu hỏi nhỏ nhỏ hơn nữa ở trong từng cái câu hỏi lớn này. Đồng ý với chị không? Đấy, nhưng mà chị có một niềm tin chắc chắn rằng là nhờ có những câu hỏi này thì các bạn có thể hệ thống hóa lại được kiến thức của mình và học nó một cách dễ hơn. Hay là khi chúng mình đi thi nhá, bất chợt ta không nhớ là câu này câu trong vỏ nhỏ ghi như nào nhỉ, chứ rồi quên mất rồi, thì chúng mình ngay lập tức nghĩ đến là à, ta đã trả lời được câu hỏi là gì như thế nào rồi, bây giờ ta tiếp tục trả lời câu hỏi vì sao. Chúng mình sẽ làm chủ được kiến thức của mình và bài viết của mình thay vì việc là phụ thuộc vào trong những cái kiến thức khác, phụ thuộc vào trong những bài ghi khác. Hiểu chị không nhá? Đấy, thì 4 câu hỏi liên quan đến phong cách nghệ thuật như vậy, các bạn có băn khoăn gì không? Chúng mình là sử dụng những nhận định phù hợp để đan cả trong lời văn của mình nhá. Chị nào? Các bạn ơi, chị nói như vậy, chúng mình đã hình dung ra chưa? Các bạn hiểu được về vấn đề phong cách nghệ thuật chưa? Các bạn có còn theo dõi không? Rồi, đồng ý. Ok. Thế thì bây giờ nhá, để mà chúng mình có thể phát biểu được nhiều hơn này, cái cách hiểu của mình, bạn có thể đặt ra câu hỏi tiếp theo, còn chỗ nào chưa rõ thì chúng mình sẽ cùng trao đổi tiếp tục để mà rõ những cái băn
băn khoăn đấy của các em. Rồi, không biết là chị bắt mạch đúng không, nhưng có hai cái khó khăn lớn của bạn khi mà học về lý ra sao, thì đây chúng mình có một cái đề bài thực chiến như thế này nhá. Chị nói rõ liên hệ chung về hai tác giả trong cùng một chủ đề được không ạ? Chị có vừa chia sẻ về Trịnh Phạm Tiến Duật là hai tác giả rất là gần với chúng ta. Rất là gần gũi ta khi mà họ cùng sáng tác về người lính cùng sáng tác trong thời kỳ kháng chiến. Đúng không nào? Thế nhưng mà họ vẫn có những phong cách riêng. Phong cách của Chiến Hữu là sự cô lặng, hàm xúc, xúc động trong câu thơ của mình. Còn phong cách của Phạm Tiến Duật lại là sự ngang tàng, mạnh mẽ, sôi nổi và chân thực nha. Đồng ý không? Đấy, thế nên rằng là chị mong rằng là qua đó em có thể là thấy được biểu hiện ấy ở trong từng tác phẩm. Chúng mình trong cái phần học về lý thuyết ý, thì chúng mình sẽ không phân tích kỹ từng tác phẩm đâu. Mà bây giờ chúng mình lý thuyết ấy để sự đề bài này áp chị không nào. Hôm nay chị thấy là cái sự kiên nhẫn của các bạn là đang không được tốt cho lắm đâu nhá. Chúng mình học lúc chuyên thôi mà, nên sẽ không thể nào nhanh gọn mà lại muốn được sâu đâu. Ok chưa nhá, nên là chúng mình hãy theo dõi thật là tỉ mỉ ở trong buổi học để ít ra chúng mình không bị lãng phí thời gian. Bây giờ chúng mình bài cụ thể như thế này. Trong văn bản tiếng nói của văn nghệ, Nguyễn Đình Thi có viết: tác phẩm nghệ thuật nào cũng xây dựng bằng những chất liệu hiện tại, nhưng nghệ sĩ không những đi lại cái đã có rồi mà còn muốn nói lên một điều gì mới mẻ. Anh gửi vào tác phẩm một lá thư, một lời nhắn nhủ, anh muốn đem một phần của mình góp vào đời sống chung quanh. Từ tác phẩm là hãy viết bài đăng sáng họ, làm sáng họ mới mẻ, lời nhắn nhủ mà tác giả Kim Ngân muốn đem góp đời sống. Đây có phải là cấu trúc đề mà các bạn vẫn đang được luyện để tham gia những kỳ thi học sinh vậy không? Phải không nhỉ? Đây có đúng là cấu trúc đề mà các em hay được luyện để chúng mình tham gia những kỳ thi học sinh giỏi không nào? Cũng đưa ra một cái nhận định nhá, và yêu cầu là chúng mình chứng minh nhận định ấy không qua một hoặc một bài tác phẩm cụ thể. Đúng không? Các em thấy quen không? Các bạn thấy quen không nào? Đấy. Đúng rồi ạ, mà khó quá đi. Các em ơi, các em có từng làm cái dạng đề như thế này không? Bạn nào từng làm rồi nhỉ? Bạn nào từng làm rồi, từng làm dạng đề chứng minh nhận định này rồi nhỉ? Không phải là chị đang không hỏi là làm về tác phẩm làng, mà chị đang muốn hỏi là các em đã từng làm dạng đề chứng minh nhận định này chưa? Kiểu như là đề bài đưa ra một nhận định và yêu cầu chúng mình sẽ hiểu như thế nào về nhận định đó và chứng minh nó thông qua một hoặc một vài tác phẩm trong chương trình. À rồi, rồi, không còn xa lạ với chúng mình về dạng đề này nữa đúng không? Đặc biệt là những bạn thi chuyên thì học sinh giỏi thì dạng đề này đã rất quen thuộc rồi. Đúng không nào? Thế thì bây giờ nhá, cùng chị hình dung về cấu trúc của bài viết đi. Ok chưa? Trước tiên là chúng mình nắm được cấu trúc của bài viết. Đây là bài văn nghị luận văn học, thế nên bao giờ cũng sẽ bao gồm là mở bài này, phân bài này và kết bài này. Đúng chưa? Nhá, mở, thân và kết. Thế nhưng mà cái phần mở bài, thân bài, kết bài ở đây thì nó khác với cả dạng đề thi vào 10 cơ bản. Dạng đề thi vào 10 cơ bản thì sẽ là cảm nhận của em về đoạn thơ sau, hoặc là cảm nhận của em về nhân vật ông hai trong tác phẩm làng chẳng hạn. Đấy, nhưng ở đây là chúng ta cần phải có một cái nhận định cụ thể luôn. Ta vừa phải hiểu về nhận định ấy và vừa phải chứng minh về nhận định đó. Nên trong phần mở bài là ta phải dẫn dắt này. Đúng chưa? Ta phải trích được nhận định này. Và phải nêu cái phạm vi phân tích này. Đúng không? Có đúng với yêu cầu cơ bản của một phần mở bài các bạn phải làm không? Đó. Rồi. Thì tương tự như thế trong phần kết bài là ta cũng cần phải tổng kết lại nội dung của nhận định này.
cùng với cả cái dẫn chứng ta phân tích này. Và sau đó thì nêu cảm nhận cá nhân này. Đúng chưa? Đấy, nhưng mà vấn đề ở đây ấy, cái khó nhất ý, phức tạp nhất ý, lại là phần thân bài cô. Thế những bạn làm rồi có thể chia sẻ cho chị biết là trong phần thân bài của dạng đề chứng minh nhận định thì các em hay có những luận điểm nào không? Khánh Quỳnh cho chị biết nào. Đối với một đề bài chứng minh nhận định thì em hay có những luận điểm nào trong phần thân bài? Dạ, đầu tiên thì em nghĩ là nên giải thích nhận định đó theo cách cũng hiểu. Đấy, đúng không? Giải thích nhận định rồi. Tiếp tục giải thích nhận định xong thì mình làm gì nhỉ? À, chứng minh xong thế là em sẽ đi tích luôn đúng không? Rồi ok, đây chị sẽ ghi lại ý kiến của các bạn nhé. Xong chưa? Như thế này là mình đã xong phần thầy chưa? Còn, nhưng mà em không nhớ là con phần mua. Đơn riêng hay là mình sẽ viết cùng với cả đoạn văn bản chứng minh luôn. Em nghĩ là chuyển đoạn thì em sẽ tách riêng. À, tức nghĩa là mình sẽ, đây chị sẽ ghi nó là luận điểm liên kết nhé. Nghĩa là chúng mình sẽ chỉ ra cái sự liên quan giữa nhận định và tác giả mà ta muốn chứng minh, đúng không? Dạ vâng. Rồi, ok. Thế còn khi mà chứng minh xong, phân tích tác phẩm xong thì em còn luận điểm nào nữa không? Sau khi chứng minh và phân tích tác phẩm xong thì em sẽ đánh giá và tổng hợp ạ. À, thế là mình còn luận điểm là đánh giá và tổng hợp. Em có thể nêu kỹ hơn là mình sẽ viết gì ở trong luận điểm này không nhỉ? Trong cái này thì em bình thường là em sẽ viết về nghệ thuật và em sẽ viết là em nghĩ là nghệ thuật. Mình sẽ đánh cách khác nữa không, trao đổi nhá. Đưa ra cái cách làm gọi là cơ bản, cơ nhất để các em có thể áp dụng vào trong quá trình học của mình nha. Rồi, đây, chốt lại này, chốt lại. Chị đồng ý là chúng mình cần có một cái luận điểm giải thích nhận định. Đồng ý không ạ? Nhá, nhưng mà cái luận điểm thứ hai thì
không phải lúc nào cũng sẽ là chỉ ra sự liên quan giữa nhận định và tác giả, cũng không phải là lúc nào cũng sẽ đi vào chứng minh luôn. Mà ở đây chị gọi cái luận điểm này gọi là luận điểm bình luận. Đồng ý không? Nhá. Cái luận điểm bình luận này ta sẽ sử dụng đối với cái dạng đề là nhận định liên quan đến lý luận văn học. Đối chị không ạ? Nhá, nó tương tự như nhận định này này. Có hai cái dạng đề chứng minh nhận định. Thứ nhất là nhận định liên quan đến lý luận văn học, tức nghĩa là nhận định chung về nền văn học. Cả dạng thứ hai chính là dạng mà nhận định nhận xét riêng về một tác giả hay một tác phẩm nào đấy. Thì dạng một, ví dụ chính là đề bài này, nghĩa là nhận định của tác giả Nguyễn Đình Thi ấy, là nhận định chung cho toàn bộ nền văn học, tác phẩm nghệ thuật nào cũng xây dựng bằng những chất liệu mượn ở thực tại, vân vân. Nhưng mà chúng ta cũng có thể bắt gặp dạng đề thứ hai, đấy là dạng đề là Đoàn Thuyền Đánh Cá là một khúc tráng ca ca ngợi cuộc sống mới và con người mới, hãy chứng minh qua việc phân tích bài thơ Đoàn Thuyền Đánh Cá. Thế thì ta thấy là chúng ta sẽ chỉ cần giải thích cái nhận định liên quan đến Đoàn Thuyền Đánh Cá thôi, đúng không? Đấy, thế nên rằng là khi ta đã giải thích xong nhận định rồi thì ta sẽ đi vào chứng minh luôn. Nhưng đối với những nhận định mà có liên quan đến khía cạnh lý luận văn học ấy, thì ta sẽ cần có thêm một cái đoạn văn nữa, cần có thêm một cái luận điểm nữa để bình luận về cái kiến thức lý luận văn học đó. Nghĩa là trong quá trình giải thích nhận này là chúng mình sẽ rút ra được là nhận định này đề cập đến khía cạnh lý luận nào. Đồng ý chưa? Nhá, sau khi mà chúng mình đã chỉ ra được rằng là nhận định của Nguyễn Đình Thi nhận xét về phong cách nghệ thuật của các tác giả, đồng ý không? Hay là nhận định của Nguyễn Đình Thi đặt ra yêu cầu trong việc sáng tác phải có được phong cách nghệ thuật riêng. Thế sau khi mà ta đã khẳng định được như vậy rồi thì chúng ta sẽ có một cái luận điểm để mà bình luận về phong cách nghệ thuật, áp dụng những kiến thức lý luận văn học ta đã học cái kiểu. Hiểu chưa ạ? Nhá. Thế nhưng mà chị biết là có những bạn sẽ không có cái luận điểm này đâu, mặc dù ta đều làm cái dạng đề nhận định liên quan đến lý luận văn học cả. Thế thì thực chất cái luận điểm này có cần thiết không? Có nhá. Nhưng có những bạn chúng mình không tách riêng đâu, mà các bạn đang cài luôn vào trong quá trình giải thích này này. Hiểu chị không ạ? Nhá, các bạn đang cài luôn vào quá trình giải thích. Cái phần nhận định đấy đề cập đến nội dung gì, có từ khóa gì thì các bạn sẽ bình luận luôn về cái từ khóa ấy, chứ chúng mình không tách riêng ra thành một đoạn văn. Đồng ý không? Nhưng chị nghĩ rằng ý, là nếu như nhận định đó chúng ta giải thích được một cách ngắn gọn thì các em có thể là đan cái luôn. Nhưng nếu nhận định đó dài và nêu ra nhiều nội dung thì các bạn nên tách riêng ra nhé. Ok chưa nào? Tách riêng phần giải thích và phần bình luận ra. Đó, thì sau khi mà chúng mình bình luận rồi thì chúng mình chỉ cần khẳng định rằng những nội dung ấy được thể hiện rõ qua tác phẩm A hay là tác phẩm B hay là tác phẩm C, hay chính là cái phần chứng minh phân tích. Ok chưa? Nhưng phần chứng minh phân tích này không phải là chúng mình cứ bê nguyên si kiến thức nền của tác phẩm vào trong bài đâu, đúng không các em? Mà chúng mình sẽ cần là phải chứng minh cái tác phẩm ấy dựa theo nội dung của nhận định. Đó, dựa theo nội dung của nhận định đấy. Và cuối cùng, đúng rồi, chúng mình chưa thể kết bài luôn được, mà chúng mình cần phải đánh giá. Nhưng cái phần đánh giá, đây, cái phần đánh giá mở rộng này sẽ là cái phần đánh giá chung, chứ không phải là chỉ về nghệ thuật nhá, mà sẽ là cái phần đánh giá thứ nhất là nhận định ở bên trên đã nêu đúng hay là sai. Thông qua toàn bộ cái quá trình giải thích, bình luận, chứng minh rồi thì ta có thể đánh giá lại được, chốt lại được là vậy, nhận định này là hoàn toàn đúng đắn, hay nhận định này vẫn cần phải bổ sung thêm gì để cho nó được toàn diện hơn nhá. Đánh giá về nhận định, về nội dung của nhận định. Ok chưa nào? Rồi từ đó thì liên hệ để khẳng định được vai trò, hoặc là để khẳng định được sứ mệnh, khẳng định được nhiệm vụ đối với người cầm bút, đối với tác giả và đối với bạn đọc. Nhớ không? Nhá. Đấy, thì như vậy phần thân bài của chúng mình sẽ được hoàn thiện hơn, sẽ được toàn diện và chặt chẽ hơn. Mỗi luận điểm này các em có thể viết bằng một đoạn văn, nhưng cái luận điểm chứng minh này thì chúng mình cần viết bằng nhiều đoạn văn để nó được rõ ràng và mạch lạc nhất nhá.
Ví dụ này, với đề bài này thì trước tiên là ta cần giải thích nhận định của Nguyễn Đình Thi, giải thích những từ khóa, ví dụ như là chất liệu mượn ở thực tại là như thế nào này, hay là người nghệ sĩ không những ghi lại cái đã có rồi, nghĩa là sao, mà còn muốn nói lên một điều gì mới mẻ, thì đâu là điều mới mẻ mà anh ta muốn nói lên. Đấy, rồi một lá thư, một lời nhắn nhủ mà anh ta muốn đem một phần của mình góp vào đời sống chung quanh, nghĩa là gì? Lá thư ấy là gì? Ta tìm thấy lá thư của một tác giả gửi gắm trong tác phẩm của mình qua đâu? Đúng không? Đấy, giải thích như vậy xong thì chúng ta chốt lại được là vậy Nguyễn Đình Thi thông qua nhận định này đã khẳng định về điều gì? Cái điều đó sẽ là một trong những khía cạnh lý luận văn học. Rồi sau đó ta sẽ đi bình luận rằng là từ nhận định của Nguyễn Đình Thi thì một lần nữa chúng ta cùng suy ngẫm về vấn đề A, vấn đề B, vấn đề C nào đó. Và bình luận về vấn đề thông qua bốn câu hỏi là gì, như thế nào, vì sao, đúng không? Đấy. Rồi chúng mình sẽ đi chứng minh qua tác phẩm Làng của nhà văn Kim Lân. Hãy phân tích ở tác phẩm ấy những điều mới mẻ và để thấy được lời nhắn nhủ mà Kim Lân muốn góp vào đời sống. Cuối cùng, ta sẽ đánh giá lại nhận định của Nguyễn Đình Thi là đã toàn diện, đã đúng đắn hay chưa? Nếu như nó đã đúng đắn và toàn diện rồi thì nó đặt ra yêu cầu gì với tác giả và với bạn đọc chúng ta? Đó, hiểu chị không nào nhá. Rồi, và đấy cũng sẽ là cái bước, sẽ là một cái nội dung rất là trọng tâm trong từng buổi học, trong khóa học bồi dưỡng. Nhưng mà chị nghĩ rằng là trong khuôn khổ của buổi học ngày hôm nay thì chúng mình có thể đã có được cái sự hình dung về cách học trong buổi học của khóa học bồi dưỡng rồi đấy. Buổi học của khóa bồi dưỡng chúng mình sẽ, bởi vì đây này em ơi, hôm nay thì chúng mình tốn khá nhiều thời gian trong việc xây dựng cái hệ thống ý chung như thế này cho một vấn đề lý luận văn học. Nhưng trong khóa bồi dưỡng thì những cái nội dung này được học trong một buổi riêng rồi. Sau đó thì chúng mình mới có những cái buổi học thực hành như thế này. Đấy, thế nên là sẽ có nhiều thời gian hơn, sẽ không mất nhiều thời gian trong việc chúng mình hình thành nên cái khung sườn chung này nữa. Hiểu ý chị không? Đấy, mà chúng mình sẽ học những cái kiến thức cơ bản này này ở trong những buổi đầu tiên luôn. Ok chưa ạ? Đây, ở trong những cái buổi là về phương pháp nhá. Và trong những cái buổi trước đó nữa, còn khi mà đã thực chiến vào học những buổi mà có vừa có kiến thức lý luận và vừa có phần thực chiến này này, thì sẽ tập trung học luôn. Chứ sẽ không mất nhiều thời gian trong việc hình thành kiến thức nền, phương pháp nền nữa. Nhưng mà hôm nay, lần đầu tiên chúng mình cùng học với nhau, lần đầu tiên chúng mình đến với những nội dung mới mẻ như thế, nên chị cũng không thể nào nhảy cóc để mà ngay lập tức bắt các em phải học theo cách A, theo cách B, theo cách C như thế này được. Đúng không? Nhá. Đấy. Thế thì bây giờ cùng nhìn lại về những nội dung chúng ta đã học trong ngày hôm nay nhá. Các bạn ơi, chúng mình cùng nhìn lại những nội dung chúng mình đã học trong ngày hôm nay nhá. Chị nghĩ rằng là sẽ không cần phải đến chị tổng kết đâu. Chị nhờ một bạn tổng kết lại cho chúng mình nhá. Chị sẽ mời bạn Cẩm Vân nào. Cẩm Vân ơi, trong những nội dung ngày hôm nay thì chúng ta đã học được những gì nào? Em thưa chị là học được các nhận định này, cách viết đoạn văn nhận định ạ. Và vừa rồi chị lại không nghe rõ lắm, Cẩm Vân có thể nêu lại được không? Chị là cách viết đoạn văn về nhận định của các tác phẩm. Rồi, theo cách hiểu của Cẩm Vân là cái phần kiến thức lý luận văn học này để chúng mình sử dụng viết những cái đoạn văn khi mà sử dụng đến nhận định đúng không? Những cái đoạn văn để giải thích nhận định đúng không? Rồi, ok, đồng ý. Còn gì nữa không nhở? Còn gì nữa không nào? Đó là những cái kiến thức mà bạn Cẩm Vân đã tổng kết lại được sau buổi học ngày hôm nay. Thế còn bạn Hoa Đào nào, chị không biết là có đọc đầy đủ tên của em hay chưa, nhưng mà Hoa Đào có thể cho chị biết là ngày hôm nay thì chúng mình đã có được những cái kiến thức mới mẻ nào không? Dạ, em thưa chị là mình học được về phong cách nghệ thuật, À
rồi chúng mình tìm hiểu về kiến thức phong cách nghệ thuật đúng không? Chị thấy là đến cuối buổi rồi nhưng mà vẫn còn khá nhiều bạn hơi rụt rè một chút. Thế thì lúc nãy chị thấy ấy, trong trò chơi ấy, có nhiều bạn mạnh dạn lắm. Chị có thể mời thêm ý kiến của một bạn nữa được không? Uyên Phương nào. Bạn Uyên Phương có thể là chia sẻ với chị và các bạn là hôm nay chúng mình có được thêm những kiến thức gì không? Uyên Phương có thể bật mic lên được không nào? Hay là bạn đã rời khỏi buổi học này rồi nhỉ? Các ơi, Uyên Phương có còn có mặt ở đây không? Chị vừa thấy Thu Ngô có bình luận là chưa ạ, thì Thu Ngô ơi, em còn đang băn khoăn ở nội dung gì? Ồ, sao đến cuối buổi các bạn lại yên lặng như thế này nhỉ? Làm chị hoang mang quá trời luôn này. Thu Ngô còn có mặt ở đây không em? Chị sẽ không bỏ cuộc đâu, bởi vì là chị thấy là rất nhiều bạn vẫn còn đang theo dõi này. Vẫn còn bạn rất là nhiều bạn đang theo dõi trong buổi học ngày hôm nay. Rồi. À, vừa nãy chị có nói vân chữ là gì á, là sao chị? Ở đây này thì vân chữ là một từ mà chúng mình mượn ở trong lời nhận định của tác giả Lê Đạt. Tác giả Lê Đạt so sánh một nhà văn cũng giống như là một người công dân. Một người công dân thì phân biệt với nhau bằng vân tay, nghĩa là cái vân tay của chúng mình là cái sự khác biệt giữa người này và người khác, sẽ không bao giờ có cái sự trùng hợp giữa vân tay đâu, đúng không ạ? Đấy, thì tác giả ví phong cách nghệ thuật nhá, Lê Đạt ví phong cách nghệ thuật của một tác giả nó cũng giống như là thứ vân tay của tác giả ấy. Và tác giả gọi, và Lê Đạt gọi cái thứ vân tay ấy chính là thứ vân chữ của tác giả. Nghĩa là gọi phong cách nghệ thuật là thứ vân chữ riêng biệt. Hiểu ý chị không? Nhá, là thứ vân chữ riêng biệt, sẽ không thể có sự trùng hợp giữa tác giả này với tác giả khác. Ok chưa nào? Rồi. À đây, chị vừa lấy ví dụ với cái nhận định trong đề bài này rồi đấy. Chị lấy ví dụ nhá. Trong đề bài này chúng mình sau khi mà giải thích xong nhận định của tác giả Nguyễn Đình Thi thì chúng mình sẽ rút ra được là nhận định của Nguyễn Đình Thi đã đề cập đến vấn đề về phong cách sáng tác của một tác giả. Bởi vì Nguyễn Đình Thi đã đề cập đến là tác phẩm nghệ thuật nào thì cũng xây dựng bằng những chất liệu mượn ở thực tại. Thế nhưng người nghệ sĩ không những ghi lại cái đã có rồi mà còn muốn nói lên một điều gì mới mẻ. Thì điều mới mẻ đó chính là cái chất riêng, chất độc đáo của tác giả trong con mắt nhìn vào đời sống, trong những nội dung mà tác giả thấy được trong đời sống và trong cả cái thông mà tác giả gửi gắm qua tác phẩm của mình. Đúng không? Thế là cái bước giải thích này ta đã rút ra được về khía cạnh phong cách nghệ thuật nhá. Sau đó chúng mình sẽ cùng đi bình luận về phong cách nghệ thuật trong cái luận điểm 2 này. Ta sẽ đi nêu ra những cái khía cạnh liên quan đến phong cách nghệ thuật. Ví dụ như là phong cách nghệ thuật là gì? Nó được biểu hiện như thế nào? Nó vì sao lại cần có phong cách nghệ thuật? Và cuối cùng thì phong cách nghệ thuật có ý nghĩa ra sao đối với nền văn học? Hiểu ý chị chưa? Thì tất cả những cái kiến thức chúng mình học ở bên trên này này, những kiến thức lý thuyết này là để áp dụng để viết nên cái đoạn văn này, đoạn văn bình luận này này. Hiểu ý chị chưa? Ok không? Đấy, nhá. Đó. Đó thì cái đoạn văn bình luận này này, khi mà chúng mình rút ra được khía cạnh lý luận rồi thì chúng mình mới bình luận rõ. Chứ nếu chúng mình chỉ giải thích ở mức sơ lược qua, giải thích xong vẫn chưa chốt được vấn đề thì chúng mình sẽ không thể bình luận được đâu nha. Đấy, và chị cũng thấy đấy là một trong những cái điểm chưa được thực sự là nhuần nhuyễn ở các bạn. Nghĩa là chúng mình chỉ giải thích nhận định ở việc là bám sát vào theo từng từ khóa, bám theo cái từ khóa ấy để giải thích thôi, mà không nâng lên được rằng là nhận định ấy đã đề cập đến khía cạnh gì, đến vấn đề gì trong lý luận văn học, để ta có được cái sự bình luận sâu sắc hơn. Đồng ý không ạ? Nhá, rồi đấy. Đồng ý. Ok, đó. Rồi, thế thì tất nhiên là trong một buổi học thì chúng mình sẽ không chỉ dừng lại ở đây đâu, mà chúng mình sẽ cùng với nhau giải quyết
kỹ lưỡng từng luận điểm của cái đề bài này, cùng học cách viết mở bài này, cùng học viết từng luận điểm trong thân bài này, cùng học cách viết kết bài này. Thế nhưng chị nghĩ là trong cái khuôn khổ của buổi học ngày hôm nay thì chị gợi ý như vậy, các bạn cũng đã hình dung ra được cách thức học của chúng ta ở trong khóa học bồi dưỡng rồi, đúng không nào? Ok rồi. Ok Thám Hồng nhá. Chị thấy bạn Mùi Phạm có đưa ra một cái tinh thần khá là thoải mái. Không biết là Mùi Phạm có nắm bắt được những cái nội dung trong buổi học ngày hôm nay không em? Rồi. Chúng mình không bật mic lên để trao đổi cùng với các bạn. Em có thể bật mic lên để chúng mình trao đổi dễ hơn nhé. Chị thấy ở đây chúng mình còn khá là đông các bạn đang theo dõi. Thế thì chốt lại như thế này nhé. Trong mỗi buổi học của khóa học bồi dưỡng hay là ở trong khóa học văn VIP ý, thì cuối buổi chúng mình đều có một cái phần tổng kết lại. Các bạn ở trong khóa học VIP 1 đang có mặt ở đây cũng hình dung đúng không? Nghĩa là kết thúc mỗi buổi, dù là nội dung của bài học của cái tác phẩm ấy đã kết thúc hay chưa, thì chị cũng tổng kết lại là như vậy, trong buổi học ngày hôm nay chúng mình đã cùng với nhau nắm bắt được những nội dung gì. Thì ở đây chị cũng tổng kết lại buổi ngày hôm nay để các bạn cùng hình dung lại nhé. Trong buổi học ngày hôm nay, thứ nhất chúng mình đã cùng với nhau thêm được 5 nhận định vào trong cái vốn nhận định của mình rồi này. Đồng ý không nào? Đây là nhận định văn học nhá, chứ không phải nhận định nghị luận xã hội. Tiếp tục phần thứ hai, chúng mình nắm được cái phương pháp học, kiến thức lý luận văn học. Đó là hệ thống 4 câu hỏi mà chúng mình cần đặt ra khi tiếp cận với bất cứ vấn đề lý luận văn học nào. Đồng ý không ạ? Đó là câu hỏi là gì này, như thế nào, vì sao, ý nghĩa gì. Nhớ chị nhá, nhớ chị đấy. Và tốt nhất là sau buổi học này các em có thể hệ thống hóa lại những kiến thức về lý luận văn học của mình có được bằng 4 câu hỏi đấy, thì chúng mình sẽ nắm được bản chất luôn và cũng áp dụng luôn 4 câu hỏi này trong cái phần bình luận này này nhá. Để thay vì việc là phụ thuộc vào một cái tài liệu học thuộc lòng nào đó ấy, thì các em có thể tự triển khai ý tưởng của bản thân mà vẫn có thể đảm bảo được sự chặt chẽ và đầy đủ nha. Nếu như các em thường xuyên rơi vào tình trạng là đọc được những cái đoạn văn lý luận văn học, có sử dụng kiến thức lý luận văn học, cảm thấy nó hay quá, cảm thấy nó sâu sắc quá, cảm thấy rất tuyệt vời nhưng không biết làm như thế nào để viết như thế, hay là chúng mình băn khoăn rằng là tại sao người ta viết được như thế nhở, ý tưởng ở đâu mà người ta viết được như thế nhở, liệu có một cái quy chuẩn nào không, liệu có một cái phương pháp nào không, thì có đấy, chính là phương pháp chúng mình đặt ra những câu hỏi cơ bản như vậy để dần dần hoàn thiện từng khía cạnh liên quan đến một vấn đề lý luận văn học nha. Ok chưa? Đấy. Rồi, nội dung thứ ba chúng mình nắm bắt được chính là những kiến thức liên quan đến phong cách nghệ thuật. Và cuối cùng, chúng mình cùng ôn lại hệ thống những cái luận điểm cơ bản trong một bài văn dạng đề chứng minh nhận định, phương pháp làm dạng đề chứng minh nhận định. Và cụ thể ở đây chính là dạng đề nhận định liên quan đến kiến thức lý luận văn học. Đồng ý không nào? Nếu các bạn đặt ra cho chị một câu hỏi là tại sao chị lại chọn những cái kiến thức này để hướng dẫn các em ở trong buổi ngày hôm nay, trong khi nó vẫn cần khá là nhiều những cái phương pháp nền đã thì mới có thể tham gia buổi ngày hôm nay một cách gọi là một cách suôn sẻ được, nhưng chị vẫn lựa chọn. Bởi vì sao? Bởi vì chị không phải là không nhận được những cái bài viết của các bạn đâu. Rất nhiều bạn thi học sinh giỏi viết những bài văn với dạng đề chứng minh nhận định liên quan đến kiến thức lý luận văn học này, nhưng rất sơ sài. Và chị nhìn thấy được cả sự lúng túng của các em trong quá trình viết cái bài văn đó nữa cơ. Đồng ý không ạ? Nên là dù ít hay nhiều thì chị vẫn muốn có thể đem đến một cái phương pháp để các em có thể áp dụng một cách hữu hiệu hơn, một cách hiệu quả hơn trong quá trình ôn thi học sinh giỏi của mình nha. Đấy, xong rồi. Đấy là cái mục tiêu lớn nhất. Và bên cạnh đó thì giúp cho các bạn hình dung được về cách thức học ở trong khóa học bồi dưỡng hay là
cách thức học của chúng mình, những cái nội dung mà chúng mình có thể được tiếp cận ở trong khóa học văn VIP 2, để từ đó các em có được cái lựa chọn đúng đắn phù hợp với mình nhá. Ok chưa nào? Đấy, thế thì với tất cả các bạn tham gia vào trong buổi học thử ngày hôm nay thì các em đều sẽ nhận được những cái ưu đãi riêng khi chúng mình đăng ký tham gia khóa học bồi dưỡng hoặc khóa học văn VIP 2. Những ưu đãi về việc là được giảm học phí này, những ưu đãi về việc là được tặng kèm thẻ ưu đãi khi mua những bộ sách của Văn Trị Hiên này. Thì đấy là những cái ưu đãi riêng dành cho các bạn đấy. Thế thì các em nếu như muốn được áp dụng ưu đãi thì có thể nhắn tin cho các chị ở trong nhóm Zalo, hoặc là các bạn có thể nhắn tin về fanpage học văn chị Hiên cho cơ sở lớp 6789 nha. Trang fanpage hoặc là nick Minh Hiên của chị Hiên để các em được tư vấn rõ hơn nhá. Ok không nào? Chúng mình vẫn sẽ còn một buổi học thử nữa đấy, nên là mong rằng có thể được gặp lại các em ở trong buổi học thử tiếp theo với nội dung liên quan đến nghị luận xã hội nha. Còn buổi ngày hôm nay, chị rất rất cảm ơn sự tham gia của các bạn, sự nhiệt tình tương tác của các em. Có 7 bạn nhỏ được nhận quà thì quà tặng của chúng mình sẽ bao gồm như sau. Thứ nhất, đó là bộ tài liệu viết mẫu những tác phẩm trong học kỳ 1 bao gồm văn học trung đại và văn học hiện đại nha. Ok chưa? Cái thứ hai, đó là bộ tài liệu chị xin phép chia sẻ một chút ở trong khóa học bồi dưỡng, chính là bộ tài liệu những kiến thức, những cái phần kiến thức đặc sắc trong các tác phẩm thơ hiện đại kỳ 1 để các em có thêm ý tưởng trong các bài viết của mình nhá. Hai bộ tài liệu đó thì 7 bạn được nhận quà trong ngày hôm nay ở trong cái phần thi đầu tiên ý, vua nhận định đấy, thì các bạn có thể chủ động nhắn tin cho chị thông qua nick Zalo nha. Chị có tham gia vào nhóm Zalo của chúng mình đấy, nên là các bạn có thể nhắn tin qua nhóm Zalo xong rồi chị sẽ gửi quà cho các em nhá. Ok không nào? Rồi, đồng ý không? Con chuẩn bị thi rồi cô. Kết bài con còn yếu á cô. Kết bài thì chị nghĩ là chúng mình còn có thể có thời gian để chuẩn bị được bằng cách là em có thể là tìm một cái phương pháp, một cái hướng kết bài quen thuộc của bản thân để khi đi thi, nếu như mà chúng mình đang bị áp lực bởi thời gian ý, thì em có thể áp dụng luôn cái cách viết ấy nhá. Đồng ý. Ok. Rồi. Đó. Thì với 4 nội dung như thế này và với quà tặng mà ngày hôm nay trao gửi, mong rằng là các bạn cũng đã thêm một lần nữa nắm bắt được và hiểu hơn được về các khóa học của Văn Trị Hiên. Rất mong có thể gặp lại các em ở trong buổi học thử tiếp theo và trong các khóa học chính thức của chúng mình nhé. Đó là khóa học Văn VIP 2 dành cho những bạn muốn học chuyên sâu về các tác phẩm, và khóa học bồi dưỡng dành cho những bạn mục tiêu ôn thi học sinh giỏi và ôn thi chuyên văn. Sẽ còn rất nhiều những nội dung được bật mí, được hướng dẫn ở trong các khóa học này, nên là mong rằng chúng mình sẽ có cơ hội được đồng hành cùng với nhau nhé. Còn bây giờ thì chúng mình kết thúc buổi học ngày hôm nay thôi. Cảm ơn các em rất nhiều và hẹn gặp lại chúng mình ở trong buổi học thử tiếp theo nhé. Sau buổi học này thì chị sẽ xin lại một số những cái phản hồi của các bạn trong buổi học ngày hôm nay thông qua một đường link nho nhỏ, thì rất mong là các em có thể tích cực phản hồi ở trong đường link đó nhá. Ok không nào? Các bạn có gì muốn chia sẻ trong buổi ngày hôm nay không? Dạ chị ơi, dạ chị cho em hỏi là nhắn qua Zalo là nhắn qua Zalo của học Văn Trị Hiên luôn đúng không chị? Em nhắn qua Zalo học Văn Trị Hiên cũng được, hoặc là nhắn qua Zalo Hải Quỳnh cho chị cũng được nha. Dạ em cảm ơn. Rồi ok, chờ chúng em nhận tài liệu với ạ. Tiếc quá, bởi vì những tài liệu đó thì lại dành cho 7 bạn may mắn trong ngày hôm nay rồi. Thế thì các em có thể là sắp xếp thời gian tham gia vào trong buổi học thử tiếp theo để chúng mình có thêm cơ hội nhận quà nhá. Ok không nào? Rồi, chúng mình có muốn chia sẻ những cái cảm nhận trong buổi ngày hôm nay không? Đồng ý không nào? Rồi các bạn, đồng ý. Để thay cho lời cảm ơn dành cho các em trong buổi ngày hôm nay, thì tất cả chúng mình trong nhóm Zalo thì chị sẽ gửi lại cái bài viết về đề bài này để các em cùng tham khảo nhá. Đồng ý không? Đó, không có các bạn lại tiếc hùi hụi khổ thân. Rồi. Đồng ý nhá. Đó, thế thì bây giờ chúng mình dành thời gian nghỉ ngơi nha. Chị sẽ sớm gửi lại cái phần bài viết mẫu cho đề bài này để các em đọc và tham khảo thêm. Cùng với đó là một số những cái nhận định về mảng phong cách nghệ thuật
để các bạn cũng sẽ nắm bắt được rõ hơn nữa nhé. Nhớ là phải thêm vào trong kho nhận định của mình để chúng mình mở rộng cái vốn nhận định, vốn kiến thức cho bài viết của chúng mình nha. Rồi, đồng ý. Em chưa có trong nhóm Zalo. Ô, chị tưởng chúng mình tham gia vào trong buổi học này là phải thông qua nhóm Zalo thì mới vào được chứ. Nhóm Zalo của buổi học thử này. Đấy, chốt lại là như vậy nha. Chị sẽ không đăng công khai ở trên trang fanpage học văn chị Hiên Hiểu Cơ Sở đâu. À thế à, chị có đăng cái link buổi ngày hôm nay công khai ở trên fanpage nữa à? Rồi, thế thì những bạn nào mà chưa có trong nhóm Zalo thì chúng mình có thể nhắn tin về trong fanpage nhá. Ok không? Rồi, chị cũng không biết luôn đấy, chị cũng không biết luôn đấy. Đồng ý. Thế thì bây giờ chúng mình cùng nghỉ ngơi nhá, cùng nhìn lại toàn bộ những kiến thức đã học trong ngày hôm nay này. Sau đó thì chúng mình nghỉ ngơi, có những giấc ngủ thật ngon. Và ngày mai là ngày chủ nhật cuối tuần, thì chúc các em sẽ có một ngày chủ nhật thật là vui vẻ này, thật là thoải mái, có được những cái giây phút nghỉ ngơi, tiếp thêm năng lượng cho mình. Sau đó thì bắt đầu vào một tuần học mới thật nhiều nhiều năng lượng và đạt được nhiều kết quả cao nhá. Cảm ơn các em rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong những dịp học thử hoặc là trong những phần phát trực tiếp sau nha. Bye bye!